Người mẹ nhẫn tâm định vứt bỏ đứa con gái mới sinh của mình. Ông nội thấy vậy cũng muốn bóp chết cô bé, chỉ vì cô bé có một vết bớt đỏ trên đầu. May mắn thay, bà nội tốt bụng đã bế cô bé về quê nuôi. Cô bé mới may mắn được sống sót. Chớp mắt đã 20 năm trôi qua, vợ chồng nhà họ Thẩm tìm cho cô gái một công việc phục vụ. Nhưng khi cô ấy mang táo đến cho khách, thì vô tình bị vị tổng tài bị chuốc thuốc kéo lại. Cứ như vậy, hai người nảy sinh chuyện ấy. Sau khi tỉnh dậy, vị tổng tài vẫn còn choáng váng. Nghe nói người ở cùng mình một đêm là cô cả nhà họ Thẩm, thì lập tức bảo cấp dưới chuẩn bị xính lễ hậu hĩnh. Ngày mai sẽ đích thân đến nhà họ Thẩm cầu hôn. Khi nhà họ Thẩm biết được tổng tài đến cầu hôn, vợ chồng nhà họ Thẩm lập tức giục con gái ăn mặc thật đẹp. Nhưng khi nhắc đến tên tổng tài thì cô con gái lại tỏ ra bối rối. Nói rằng mình chưa từng tiếp xúc với tổng tài, sao lần này lại đột nhiên đến cầu hôn. Lúc này, người cha đột nhiên nghĩ đến cô con gái cả không được chào đón. Nhưng khi người mẹ nói rằng, tổng tài sao có thể để mắt đến cô con gái cả xấu xí mà năm xưa bà ta suýt vứt bỏ, thì họ lập tức từ bỏ ý nghĩ này, cho rằng tổng tài muốn cưới nhất định là cô con gái thứ hai xinh đẹp như hoa. Ngay khi họ đang chờ tổng tài đến cầu hôn, cô gái chuẩn bị đi làm, người mẹ sợ vết sẹo của cô gái sẽ làm tổng tài đến cầu hôn sợ hãi, lập tức ra lệnh cho quản gia nhốt cô gái vào phòng tối. Và nói không được phép thì không được ra ngoài. Bên kia, tổng tài mang theo xính lễ nghìn tỷ đến nhà họ Thẩm. Cậu Nam Cung, nghe nói cậu đến cầu hôn. Đúng vậy, cô cả nhà họ Thẩm là ai? Ồ, nhà họ Thẩm chúng tôi chỉ có một đứa con gái. Chính là con gái tôi, Thẩm Mộng Giai. Đúng vậy, tôi và vợ tôi chỉ có một cô con gái là Giai Giai. Cô Thẩm, tôi rất xin lỗi. Tối qua tôi bị người ta chuốc thuốc, nên mới có những hành động vượt quá giới hạn. Nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi nguyện dùng xính lễ nghìn tỷ để cưới cô. Trời ơi, anh Nam Cung, tối qua đã ngủ với một người phụ nữ, nhưng lại hiểu lầm người phụ nữ đó là mình. Không biết cô có đồng ý lấy tôi không? Ôi, đồng ý, đồng ý. Con gái tôi tất nhiên là đồng ý rồi. Được gả cho cậu Nam Cung, là con gái tôi tu 8 đời mới có phúc này. Cô Thẩm, tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Anh Nam Cung, tôi, buông tôi ra. Tiếng gì thế? Ồ, có tiếng gì đâu? Ồ, hình như tôi không nghe thấy. Dai Dai, con có nghe thấy tiếng gì không? Mẹ ơi, con không nghe thấy gì cả. Tôi cũng không nghe thấy. Không có tiếng động, nhưng tôi rõ ràng nghe thấy tiếng phụ nữ hét. Seus, tôi vừa rồi cũng nghe thấy. Tôi biết rồi. Cậu Nam Cung, cậu xem. Tiếng động vừa rồi, có thể là tiếng mèo nhà tôi kêu. Câm miệng, còn kêu nữa, tao cắt lưỡi. Anh Nam Cung, anh thực sự muốn cưới em sao? Cô Thẩm, tôi chắc chắn. Tối qua em đã cho tôi cảm giác mà tôi chưa từng có. Tôi muốn biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Phải làm sao đây, mình rất muốn lấy anh ấy. Nhưng nếu anh ấy phát hiện ra mình không phải là người phụ nữ tối qua, thì anh ấy có giết mình không? Cậu xem con bé này, kích động đến nói không nên lời. Chắc chắn là nó vui lắm rồi. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ giao con gái tôi cho cậu. Cô Thẩm, ôi chiếc khăn lụa này. Wow, nhìn là biết ngay là hàng hiệu. Chắc chắn là một thương hiệu xa xỉ nào đó, đặt riêng cho gia tộc Nam Cung. Chuyện gì thế này? Họ không nhận ra chiếc khăn lụa này. Tiểu Thu cũng là con gái của con. Bây giờ nó đã tốt nghiệp đại học rồi. Con hãy sắp xếp cho nó một công việc đi, chứ không thể để nó ở quê với mẹ cả đời được. Mẹ đã nói vậy thì... Anh Nam Cung, chiếc khăn lụa này là của em. Cảm ơn anh đã trả lại. Không ngờ người phụ nữ mà Nam Cung Dạo muốn tìm lại là Thẩm Tiểu Thu. May mà mình phát hiện ra kịp thời. Thẩm Tiểu Thu, cô trời sinh xấu xí, không có tư cách gả vào hào môn. Người tôi muốn tìm, quả nhiên là em. Ôi, thật tuyệt. Cậu Nam Cung, sau khi con gái tôi gả cho cậu, thì nhà họ Thẩm chúng tôi cũng được nhờ. Sau này ai dám đối xử tệ với nhà họ Thẩm, thì chính là đối đầu với Nam Cung Dạ tôi. Anh Nam Cung, anh ngồi một lát nhé, em đi lấy cho anh ít hoa quả tươi. Này Dai Dai, việc nặng nhọc như vậy sao có thể để con làm? Để mẹ làm cho, vậy tôi đi trước, con đi cùng mẹ, được. Cậu Nam Cung, mời ngồi. Chuyện gì thế, mẹ nhớ là con chưa từng mua chiếc khăn lụa rẻ tiền này. Mẹ, chiếc khăn lụa này là của Thẩm Tiểu Thu. Người mà Nam Cung Dạ muốn tìm là Thẩm Tiểu Thu. Ý con là, người ngủ với Nam Cung Dạ là Thẩm Tiểu Thu á?
Anh ta có bị điên không? Quá đói nên ăn tạp à? Thẩm Tiểu Thu xấu xí như vậy. Tối qua Nam Cung Dạ chắc chắn không nhìn rõ mặt Thẩm Tiểu Thu. Nếu không thì bây giờ anh ta đã không nhận nhầm người. Vậy phải làm sao đây? Tuyệt đối không được để Thẩm Tiểu Thu ra ngoài. Nó sẽ làm Nam Cung Dạ sợ mất. Ôi, Thẩm Tiểu Thu xấu xí quá. Nếu để Nam Cung Dạ nhìn thấy Thẩm Tiểu Thu, thì biết đâu, Nam Cung Dạ sẽ nổi trận lôi đình vì tối qua bị Thẩm Tiểu Thu làm nhục. Rồi chút giận lên nhà họ Thẩm chúng ta. Đúng vậy, tuyệt đối không được để Nam Cung Dạ nhìn thấy Thẩm Tiểu Thu. Mẹ, chỉ cần để con thay Thẩm Tiểu Thu gả vào nhà Nam Cung, nhà họ Thẩm sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đúng vậy, ôi chao, thật không uổng công nuôi con. Con gái ngoan của mẹ. Sếp ơi, vừa nãy ở tầng 2 có tiếng động. Trợ lý, tầng 2 không có ai cả, chắc cậu nghe nhầm rồi. Cậu Nam Cung. Đừng chạy. Cậu Nam Cung, tầng 2 thực sự không có ai. Cậu đừng lên đó nữa được không? Anh Nam Cung, đây là đĩa hoa quả em tự tay cắt cho anh. Anh có muốn nếm thử không? Cậu Nam Cung, cậu xem con gái tôi vì muốn cắt hoa quả cho cậu mà bị đứt cả ngón tay. Cô Thẩm, em chưa từng làm việc nặng. Sau này đừng làm nữa. Nếu không em bị thương, tôi sẽ đau lòng lắm. Sếp ơi, ướp cả nhảy lâu rồi. Thẩm Xuyên, không phải ông nói là ông chỉ có một cô con gái sao? Vậy thì cô cả nhảy lầu là ai? Cậu Nam Cung, thực ra tôi... Ôi, cậu Nam Cung, nhà chúng tôi chỉ có một cô con gái. Chính là con gái tôi, Thẩm Mộng Giai. Chúng tôi không dám lừa dối cậu, cũng không thể lừa dối cậu được. Nhưng mà vệ sĩ nhà bà nói cô cả nhảy lầu rồi. À, đúng rồi, vệ sĩ nhà tôi nói là cô cả nhảy lầu. Các người đang đùa tôi đấy à? Không không không, chúng tôi nào dám đùa cậu. Vừa nãy vệ sĩ nói tới cô cả, không phải người mà là một con chó. Con chó đó tên là cô cả. Đúng đúng, con chó đó rất nghịch ngợm. Bà chủ sợ làm phiền đến anh, nên bảo tôi trông nó ở tầng 2. Không ngờ nó lại nhảy lầu. Chuyện là như vậy. Công ty tôi còn việc. Hẹn ngày khác đến thăm. Ôi, cậu đi thong thả nhé. Được, cậu cứ đi giải quyết công việc nhé. Bố mẹ, Nam Cung Dạ có phải nghi ngờ con không? Anh ta sẽ không tra ra Thẩm Tiểu Thu chứ? Ôi chao, Dai Dai, con đừng sợ. Đợi chúng ta tìm được Thẩm Tiểu Thu, sẽ lập tức đưa nó ra nước ngoài, sẽ không để nó gặp Nam Cung Dạ. Qua đây, tìm vài người, nhanh chóng đến khu nhà gần đây tìm kiếm. Nhất định phải bắt Thẩm Tiểu Thu về cho tôi. Sếp, tôi thấy nhà họ Thẩm chắc chắn có vấn đề. Anh xem vệ sĩ của họ sợ đến tè ra quần rồi kia. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Đúng vậy. Cậu hãy cử người đi điều tra xem. Thẩm Xuyên rốt cuộc có bao nhiêu người con gái. Anh nghi ngờ Thẩm Xuyên, ngoài Thẩm Mộng Giai ra còn có con gái khác sao? Đúng vậy. Họ nhất định che giấu điều gì đó. Vậy thì Thẩm Xuyên, nếu ông ta có người con gái khác, tại sao ông ta lại phải lừa dối anh? Nếu tôi là Thẩm Xuyên, con gái tôi được gả cho một người vĩ đại như anh, thì đó là vinh dự của cả gia tộc chúng tôi. Cho nên tôi mới bảo cậu đi điều tra. Có chuyện gì vậy? Sếp ơi, tôi đụng phải người rồi. Người phụ nữ tối qua chính là cô ấy. Sếp, anh có chắc cô ấy chính là người phụ nữ tối qua không? Tôi cũng không chắc, vì tôi quá muốn tìm ra cô ấy, nên bây giờ tôi nhìn thấy người phụ nữ nào cũng thấy giống. Sếp, anh cũng đừng vội. Thế này đi, chúng ta đợi cô ta tỉnh lại rồi hỏi cho ra lẽ. Sếp Thẩm, không tìm thấy cô cả ạ. Sao lại không tìm thấy chứ? Nó không mang theo điện thoại, không mang theo ví, có thể chạy đi đâu xa được. Đúng là một lũ vô dụng. Hay là nó về quê? Thế này đi, cậu lập tức lái xe về quê tìm. Bằng mọi giá phải tìm được nó về cho tôi. Vâng, nhanh lên. Đây là đâu vậy? Sao tôi lại nằm ở đây? Cô tỉnh rồi à? Cô đừng cử động lung tung, tôi đi gọi bác sĩ. Bác sĩ, đầu tôi đau quá. Cô gọi tôi là gì?
Bác sĩ? Chẳng lẽ anh không phải bác sĩ sao? Cô biết tôi không? Không quen. Nếu anh không phải bác sĩ, thì anh vào đây làm gì? Đến cả Nam Cung Dạ mà cũng không biết. Đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Vết thương của cô là do tôi đâm phải. Tôi đã bảo sao tôi lại ở đây? Thì ra là do anh hại. Anh không được đi. Anh mà đi là tôi báo cảnh sát đấy. Bác sĩ, mau đến đây xem thử. Cô gái này khỏe lắm rồi. Có khi xuất viện được rồi đó. Được. Đúng là một người phụ nữ hung dữ. Đều tại anh đâm tôi thành ra thế này. Anh còn có mặt mũi mắng tôi. Người nhà cô liên lạc thế nào? Người nhà tôi là ai? Tôi là ai? Bác sĩ, cô ta không phải bị mất trí nhớ chứ? Rất có thể. Mau chữa khỏi cho cô ta. Cậu Nam Cung, đối với chứng mất trí nhớ, hiện nay chúng tôi có rất ít phương pháp điều trị. Chỉ có thể xem sau này cô ta có thể tự hồi phục được không. Trước khi cô ta hồi phục trí nhớ, chẳng lẽ tôi phải nuôi cô ta sao? Alo, alo sếp, chúng tôi đã điều tra ra, Thẩm Xuyên đúng là có hai người con gái, ngoài Thẩm Mộng Giai ra. Còn một người nữa là Thẩm Tiểu Thu, tôi đoán quả không sai. Thẩm Xuyên đã lừa tôi, người tôi cần tìm chắc chắn là Thẩm Tiểu Thu. Đúng vậy, trước đây Thẩm Tiểu Thu làm phục vụ ở khách sạn Đế Hào. Hoàn toàn trùng khớp với thông tin anh cung cấp, cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy ngay, nhưng mà sếp. Thẩm Tiểu Thu, cô ấy mất tích rồi. Mất tích ư? Một người sống sờ sờ như thế sao có thể mất tích được? Có phải Thẩm Xuyên đã giấu cô ấy đi không? Nói với Thẩm Xuyên, nếu trong vòng 3 ngày không giao người ra, tôi sẽ khiến nhà họ Thẩm phá sản ngay lập tức. Chú ơi! Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện rồi. Chúng ta đi thôi. Tôi cảnh cáo cô đừng có đụng vào tôi. Người chú có dát vàng đâu. Nếu không phải bị choáng, tôi thèm mà đụng vào chú. Con nhóc này còn dữ hơn cả mình. Không được. Tôi phải nhanh chóng tìm ra người nhà của cô ta. Đưa cô ta đi. Làm sao bây giờ? Nam Cung Dạ không biết Tiểu Thu xấu xí thế nào, còn tưởng chúng ta giấu nó đi. Ra lệnh cho chúng ta trong vòng 3 ngày phải giao Tiểu Thu ra. Ông vội cái gì? 3 ngày còn sợ tìm không ra Tiểu Thu sao? Nhỡ đâu không tìm ra thì sao? Không thể nào, nó không có tiền không có bản lĩnh, chạy đi đâu được. Bà nội. A Dạ, cô ấy chính là người ở trong hồ suối nước nóng với con. Cô con gái nhà họ Thẩm mà con đã ân ái à? Trông xinh đẹp thật. Bà nội, cô ấy không phải. Chú ơi, ân ái là gì vậy? Người lớn nói chuyện trẻ con đừng có xen vào. A Dạ, cô ấy đã không phải là cô con gái nhà họ Thẩm. Thế cháu đưa cô ấy về đây làm gì? Mới có 2 ngày mà cháu đã thay lòng đổi dạ rồi à? Sao trước đây bà không thấy cháu đào hoa thế này? Bà nội không phải như bà nghĩ đâu. Tóm lại chuyện này nói ra thì dài lắm. Thế thì cháu nói ngắn gọn đi. Cháu nói xem, cháu bắt cóc con gái nhà người ta. Đưa về nhà, bố mẹ người ta có đồng ý không? Cô ấy bị mất trí nhớ rồi, không nhớ gì cả. Hơn nữa thủ phạm khiến cô ấy mất trí nhớ chính là cháu. Cháu chỉ có thể đưa cô ấy về trước. Thật là tạo nghiệt mà. Cháu xem cháu kia, một lúc dây dưa với hai người phụ nữ. Cháu chịu đựng nổi sao? Bà nội, cháu với cô ấy không phải quan hệ như bà nghĩ đâu. Hơn nữa đợi cháu tìm được bố mẹ cô ấy, cháu sẽ lập tức đưa cô ấy đi. Vậy nếu không tìm được bố mẹ cô ấy thì sao? Thôi thôi thôi, cháu đừng lo nữa. Nhà chúng ta giàu có như vậy, nuôi cô ấy cả đời cũng không thành vấn đề. Cô bé, cháu tên gì? Thế? Cứ gọi cháu là Khương Vãn đi, theo họ của tôi. Cháu xem, Vãn Vãn đáng yêu thế này, giá mà cháu là cháu dâu của bà thì tốt biết mấy. Bà nội, cháu đã tìm ra tung tích của cô con gái nhà họ Thẩm rồi. Một nửa của cháu chỉ có thể là Thẩm Tiểu Thu. Chú ơi, hôm nay chú đẹp trai thế, nếu cô con gái nhà họ Thẩm nhìn thấy chú, chắc chắn sẽ bị chú mê mẩn mất. Chú ơi, tôi đến gọi chú ăn cơm. Chú ơi, sao chú không thắt cà vạt? Chú ơi, người chú thơm quá. Chú có xịt nước hoa không? Không biết xấu hổ, cẩn thận sau này không lấy được chồng. Cậu chủ, người nhà họ Thẩm đến rồi. Mau mời họ vào, chắc là nhà họ Thẩm đưa Thẩm Tiểu Thu đến rồi. Vâng, cháu bảo họ trong vòng 3 ngày phải giao Tiểu Thu ra. Hôm nay họ hẳn là đưa người đến rồi. Bà phải xem thử, cô Thẩm Tiểu Thu này rốt cuộc có gì tốt mà khiến cháu mê mẩn đến thế. Sao chỉ có 3 người các ông? Tiểu Thu đâu? Ôi chao, cậu Nam Cung, chúng tôi đã phái hết người đi tìm Tiểu Thu, nhưng không tìm thấy. Thật sự không phải chúng tôi giấu Tiểu Thu đi, là nó tự bỏ đi. Ông nghĩ tôi sẽ tin ông ư?
Cậu Nam Cung, những gì chồng tôi nói đều là sự thật. Tôi thừa nhận trước đây chúng tôi đã lừa dối cậu, nhưng chúng tôi có nỗi khổ riêng. Được thôi, vậy các người nói xem các người có nỗi khổ gì. Nếu các người không nói ra được một lý do chính đáng để thuyết phục tôi sẽ khiến nhà họ Thẩm của các người phá sản ngay lập tức. Cậu Nam Cung, vì trước đây cậu chưa từng nhìn thấy dung mạo của Tiểu Thu, nên mới ảo tưởng về con bé. Thực ra con bé rất xấu xí, đến nỗi chúng tôi chưa từng công khai thân phận của con bé. Nếu không thì với cơ hội tốt như thế này để leo lên gia tộc Nam Cung, chúng tôi sao có thể từ chối được. Anh Nam Cung, những gì mẹ tôi nói đều là sự thật. Trên mặt chị tôi có một vết bớt rất lớn, rất đáng sợ. Hơn nữa, từ nhỏ chị tôi đã lớn lên ở nông thôn, rất ngốc nghếch. Lần này bỏ nhà trốn đi, biết đâu đã chết ở bên ngoài rồi. Không thể nào, các người chắc chắn đang lừa tôi. Chú ơi, chú đừng tức giận, uống chút nước đi. Chân tay vụng về. Những việc như thế này cứ để người hầu làm là được. Chú ơi, tôi không đau. Người phụ nữ này giống Thẩm Tiểu Thu quá. Không đúng, trên mặt cô ấy không có vết bớt xấu xí. Cô ấy không phải Thẩm Tiểu Thu. Cậu Nam Cung, thưa anh, Tiểu Thu nhà tôi thực ra không đẹp bằng con gái út nhà tôi, Dai Dai. Bây giờ chúng tôi cũng không tìm thấy Tiểu Thu. Cho dù tìm thấy, cậu cũng sẽ không thích con bé đâu. Hay là chúng tôi gả con gái út Dai Dai cho cậu nhé. Con gái út của bà còn không đẹp bằng Vãn Vãn. Vãn Vãn, bà đang nói là cô gái này sao? Đúng. Cháu trai tôi tùy tiện nhặt một người phụ nữ trên phố về, còn đẹp hơn con gái út của bà. Nhặt về. Cô tên là Vãn Vãn à? Chào cô quen cháu ạ. Giọng nói của người phụ nữ này giống Tiểu Thu quá. Nhưng cô ta đẹp hơn Tiểu Thu nhiều. Thẩm Xuyên, tôi không quan tâm Thẩm Tiểu Thu xấu xí thế nào. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Tôi cho ông thêm một tháng nữa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu một tháng sau vẫn không tìm thấy Tiểu Thu, nhà họ Thẩm của các người hãy biến khỏi Nam Quốc cho tôi. Được, nếu cậu không chê Tiểu Thu, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực đi tìm. Đi thôi. À dạ. Thẩm Tiểu Thu này sống chết không rõ. Theo bà thì, cháu nên vun đắp tình cảm với Vãn Vãn. Không thể chỉ trông mong mãi vào một người. Chu Hạo, đã có tin tức gì về gia đình của Vãn Vãn chưa? Bên đó nói mấy ngày nay không có người nào mất tích. Có khi nào Khương Vãn là trẻ mồ côi không? Tiếp tục điều tra. Bà ơi, cháu ở đây làm phiền mọi người quá. Hay là cháu dọn đi trước vậy? Được thôi, cháu dọn đi. Vậy thì bà sẽ dọn đi cùng luôn. Bà không giống một số người máu lạnh vô tình. Bà ơi, cháu không có ý đuổi cô ấy đi. Cháu chỉ gọi điện hỏi thăm thôi. Vậy còn được. Vãn Vãn nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bà không cho cháu bắt nạt con bé. Bác sĩ Trương, ung thư giai đoạn cuối ư? Hóa ra chú bị ung thư giai đoạn cuối. Trời ơi, sao số chú lại khổ thế này? Bác sĩ Trương, ông có chắc là ung thư giai đoạn cuối không? Chắc chắn, cậu xem có muốn thông báo cho bà của cậu không? Chúng tôi ước tính bà ấy chỉ còn sống được nhiều nhất là nửa năm nữa. Không cần đâu. Làm ơn hãy giúp tôi giấu bà trước đã. Bà bảo tôi mang cơm đến cho chú. Chú không phải bị ung thư giai đoạn cuối sao? Sao còn ăn ngon miệng thế nhỉ? Cô nhìn đủ chưa? Cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Ồ! Bà bảo tôi phải trông chừng chú ăn cơm, sợ chú lãng phí. Trên thế giới này, chỉ có bà là quan tâm đến mình nhất. Tiếc là bà bị ung thư giai đoạn cuối. Sống không được bao lâu nữa. Chắc chú nghĩ đến việc mình không sống được bao lâu nữa, nên mới buồn như vậy. Cô khóc cái gì thế? Tôi có mắng cô đâu. Chú ơi, tôi thừa nhận trước đây tôi có hơi ghét chú. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không ghét chú nữa. Tôi sẽ ở bên chú trong những ngày cuối đời. Cô bị làm sao thế? Sếp! Đi đâu rồi? Xin lỗi, tôi đi nhầm. Đứng lại! Tôi có chuyện tìm cậu. Chu Hạo, vâng, việc tôi bảo cậu đã điều tra thế nào rồi? Cái đó thì, anh xem. Tôi đã cử người đến tất cả các trại trẻ mồ côi trong thành phố để điều tra. Không thấy bất kỳ thông tin nào về Khương Vãn. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là, Khương Vãn đã mất liên lạc với gia đình khoảng một tuần rồi. Không có ai trong gia đình cô ấy đến trình báo tìm kiếm. Tôi thấy thân phận của cô ấy thực sự rất kỳ lạ. Rốt cuộc cô ấy là ai? Có khi nào là gián điệp thương mại do đối thủ cạnh tranh cử đến không? Cậu nhìn chỉ số thông minh của cô ấy xem, có giống nội gián không? Sếp, tôi thấy cô ấy trông khá thông minh.
Sếp, sao lại có nhiều nước thế này? Đây là nước trong não cô ấy đấy. Được rồi, tiếp tục điều tra đi. Vâng. Gần đây, sức khỏe của tôi ngày càng kém. E là thời gian của tôi không còn nhiều. A Dạ lại vẫn cứ độc thân. Không biết trước khi tôi chết, có thể nhìn thấy nó lập gia đình không? Bà chủ, cậu chủ không phải đã để mắt đến cô cả nhà họ Thẩm rồi sao? Nhưng cô cả nhà họ Thẩm không phải đã mất tích rồi sao? Ai mà biết được, liệu có thể tìm thấy không? Tôi thấy, Vãn Vãn là một đứa trẻ rất tốt. Đúng vậy, Vãn Vãn vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện. Tôi cũng rất thích. Hay là tôi để hai đứa chúng nó gạo nấu thành cơm? A Dạ là một người đàn ông có trách nhiệm. Sau này sẽ chịu trách nhiệm với Vãn Vãn. Bà chủ, bà làm như vậy, e là cậu chủ sẽ tức giận. Tôi sắp chết rồi. Còn quan tâm đến việc nó có tức giận hay không? Hơn nữa, Vãn Vãn tốt như vậy, A Dạ sẽ thích. Tôi hiểu cháu trai của tôi. Cũng đúng, nhanh lên, mang rượu nếp mà tôi đã cất giữ 30 năm ra đây. Vâng. Bà ơi, cháu về rồi. Vãn Vãn, mau lại đây, bà có chuyện muốn nói với cháu. Lẽ nào bà định nói với mình chuyện chú bị bệnh nan y? Đợi đến khi chú chết, chỉ còn mình và bà sống trong căn biệt thự lớn này. Vãn Vãn à, nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi. Sẽ không lâu nữa, e là bà và A Dạ phải âm dương cách biệt. Quả nhiên, chú sắp chết rồi. Bà yên tâm, vẫn còn cháu mà. Đúng, vẫn còn cháu. Vãn Vãn, bà có một điều ước nhỏ, không biết cháu có thể giúp bà hoàn thành không? Miễn là cháu làm được, cháu sẽ giúp. Bà muốn cháu ở bên A Dạ. Nếu có thể sinh con thì càng tốt. Là người thừa kế duy nhất của gia tộc Nam Cung, chú sắp rời khỏi thế gian này rồi. Nếu không nhanh chóng sinh con, thì gia tộc Nam Cung sẽ tuyệt tự. Vãn Vãn, chuyện này có làm khó cháu không? Nếu cháu không muốn thì cũng không sao. Bà đối xử với cháu như cháu tốt như bà nội ruột của cháu vậy. Cháu đồng ý giúp. Ôi, Vãn Vãn, cảm ơn cháu nhiều lắm. Bà và A Dạ sẽ không bạc đãi cháu đâu. Bà, A Dạ, tối nay bà vui, nên đã lấy rượu nếp cất giữ 30 năm này ra. Cháu nếm thử xem, chú bị bệnh nan y rồi mà vẫn uống rượu được sao? Không phải một ly là đi đời nhà ma luôn chứ, đến lúc đó thì làm sao còn tiếp nối gia tộc Nam Cung đây? Được, chú, tôi uống thay chú. Vãn Vãn đúng là lời hại. A Dạ, cháu cũng uống một ly đi. Chú uống như vậy được không? Cô dám nghi ngờ tôi. Vãn Vãn, tối nay cháu ngủ ở phòng của A Dạ, tiện chăm sóc cho nó. Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chú ấy. Ừm, vào đi. Chậm thôi. Tiểu Thu. Em là Tiểu Thu. Mình lại bị chú nhầm thành người phụ nữ khác. Thôi kệ, dù sao chú cũng chẳng sống được bao lâu nữa, không chấp chú. Lần trước Tiểu Thu cắn cũng ở vị trí này. Chú có mệt không? Dạo này chú vất vả quá mà. Hay là thôi đi, tôi mệt ư? Xem ra hôm nay không cho em một bài học thì em không ngoan. Đau quá, chú không phải bị bệnh nan y sao? Sao hôm qua lại thể hiện như một người đàn ông bình thường vậy? Cô đang lầu bầu gì đó? Chỉ lo cho chú thôi. Mặc dù hôm qua chú thể hiện như một người đàn ông bình thường, nhưng tôi khuyên chú nên giữ gìn sức khỏe. Dù sao cũng phải mưa dầm thấm lâu, tranh thủ lúc này mới đúng. Chú bị bệnh nan y mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cái tính hiếu thắng chết tiệt của đàn ông. Hôm qua tôi uống say, nhầm cô là Thẩm Tiểu Thu. Không sao, tôi không giận đâu. Cô thật sự không giận sao? Dù sao tôi cũng có hưởng thụ mà. Không biết xấu hổ. A Dạ, nhìn mặt mày hồng hào thế kia, hôm qua ngủ ngon chứ? Bà, ly rượu bà đưa cháu uống tối qua, có vấn đề gì không ạ? Rượu có vấn đề gì chứ? Là do chính bản thân cháu không kiềm chế được, mới làm ra chuyện đó với Vãn Vãn. Sao lại đổ lỗi cho rượu được? Đúng rồi, lát nữa cháu đi làm thì đưa Vãn Vãn đi cùng. Con bé không thể ở nhà mãi với bà được, để con bé học thêm vài thứ. Nếu không sau này biết sống thế nào? Bà, cháu, bà chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy, mà cháu cũng không đáp ứng được sao? Bà có bảo cháu cưới con bé đâu. Được, cháu sẽ đưa cô ấy đi làm. Khương Vãn,
có một số chuyện chúng ta nên nói rõ. Ừ. Chú nói đi, khi tìm thấy Thẩm Tiểu Thu, tôi sẽ lập tức kết hôn với cô ấy. Đến lúc đó, cô không nên ở lại nhà này nữa. Bà, các cháu về rồi à? Bà, cháu lên lầu trước đây. À dạ, Vãn Vãn sao vậy? Cháu làm con bé giận à? Cháu đã nói rõ với cô ấy rồi, đợi cháu cưới được Tiểu Thu, cô ấy phải chuyển đi. Ôi chao, Thẩm Tiểu Thu mà cháu chưa từng gặp mặt, người nhà cô ấy nói cô ấy xấu xí vô cùng. Vãn Vãn xinh đẹp như vậy mà cháu lại chê, cháu lại muốn cưới một người phụ nữ xấu xí. Bất kể Tiểu Thu có xấu hay không, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Vậy là cháu không chịu trách nhiệm với Vãn Vãn sao? Cháu sẽ cho cô ấy một khoản tiền lớn, đủ để cô ấy sống cả đời. Thôi được. Nếu cháu đã quyết định như vậy, bà nói gì cũng vô ích. Bà chủ, cậu chủ, người nhà họ Thẩm đến rồi. Chắc là họ tìm thấy Tiểu Thu rồi. Mau cho họ vào, bà muốn xem thử Thẩm Tiểu Thu này xấu đến mức nào. Cậu Nam Cung, cuối cùng tôi cũng tìm thấy con gái mình, Tiểu Thu rồi. Đến đây, đây chính là con gái tôi, Tiểu Thu. Cháu chào bà chủ, chào anh Nam Cung. À dạ, cháu chắc chắn đây là người cháu muốn tìm chứ. Lúc đó cháu cũng không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng cháu dám chắc rằng người cháu muốn tìm là cô cả nhà họ Thẩm. Tiểu Thu chính là cô cả nhà họ Thẩm. Đúng vậy, vậy thì chắc là cô ấy rồi. Vậy thì cậu Nam Cung, lời hứa hôn của cậu vẫn còn tính chứ? Ừm, nếu cậu hối hận thì chúng tôi cũng không ý kiến gì. Dù sao thì với tình hình của Tiểu Thu, chúng tôi cũng không dám mơ tưởng con bé sẽ gả vào nhà giàu. Đã nói sẽ cưới thì không bao giờ hối hận. Ôi, không ngờ cậu Nam Cung lại giữ lời hứa đến vậy. Thật đáng khâm phục. Không biết cậu Nam Cung định tổ chức đám cưới vào lúc nào? Để nhà họ chúng tôi chuẩn bị trước. Nửa tháng nữa. Chú, tôi muốn vào xem. Tôi đi nghe điện thoại cái đã. Cô vào trước đi. Ồ, kia không phải đây là người phụ nữ mà Nam Cung dạ nhặt trên đường sao? Sao cô ta lại đi mua sắm một mình thế? Bên cạnh còn chẳng có vệ sĩ. Chắc là làm giúp việc cho nhà họ. Mẹ, bộ đồ này đẹp quá. Bố mặc chắc sẽ rất hợp. Ừ, bộ đồ này là tôi nhìn thấy trước, trả lại cho tôi. Con giúp việc. Cô biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Cô căn bản không mua nổi đâu. Tôi có mua nổi hay không? Thì đây cũng là tôi nhìn thấy trước. Bộ vest này giá 130 triệu. Ai trả tiền trước thì là của người đó. Bộ vest này, tôi mua. Đợi đã, chỉ có 130 triệu thôi mà. Cô đắc ý cái gì? Ôi chao, mạnh miệng quá nhỉ. Cô chỉ là một người giúp việc trong nhà Nam Cung thôi. Còn ra vẻ hơn người. Được. Tôi muốn xem, cô có thực sự mua nổi không? Ha ha ha, cô không có tiền thì vào cửa hàng chúng tôi làm gì? Cút ra ngoài cho tôi. Chào anh, thật ngại quá, không ngờ lại đụng phải anh. Chú, tôi muốn mua cho chú một bộ vest, nhưng tôi không có tiền. Thưa anh, là thế này, là cô đây nhìn thấy trước. Cô ấy là hội viên của cửa hàng chúng tôi. Bây giờ cô ấy có tư cách vào trong không? Có tư cách ạ. Cô là hội viên thẻ đen của chúng tôi sẽ gói lại cho cô ngay. Thật ngại quá, bộ đồ này đã thuộc về quý cô đây rồi ạ. Không cần đâu, chúng ta đi cửa hàng khác xem. Được. Cậu Nam Cung. Cậu Nam Cung, thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Tôi và con gái đến đây để mua quần áo. Cậu cũng đến mua quần áo à? Bà Thẩm, đã tìm thấy Tiểu Thu chưa? Chồng tôi đích thân dẫn người đi tìm rồi. Sẽ sớm tìm thấy thôi. Chú, chính cô ta đã giật đồ của tôi lúc nãy. Ôi chao, Vãn Vãn, lúc nãy tôi định trả tiền. Là muốn tặng cho cô, tôi không có cướp của cô. Hừ, hóa ra là thế. Này cô đánh tôi làm gì? Tôi không đánh cô, vừa nãy có con muỗi trên mặt cô, tôi giúp cô đập nó thôi. Mẹ, sao thế? Thôi nào. Thôi coi như nể mặt cậu Nam Cung, đừng khóc nữa. Cậu Nam Cung, cậu xem, giờ đã đến giờ ăn rồi, hay là chúng ta đi ăn trưa nhé? Được thôi. Dai Dai, quần áo của em đã là xong rồi. Á, chuyện tôi hút thuốc, nếu dám nói cho bố mẹ biết thì cô chết chắc. Trên cánh tay của Thẩm Tiểu Thu cũng có một vết sẹo giống hệt như vậy. Là do mình dùng đầu thuốc lá dí vào, chẳng lẽ cô ta là Thẩm Tiểu Thu? Mẹ, con hơi khó chịu. Con chưa bắt đầu ăn mà, sao con lại khó chịu rồi? Mẹ, con thực sự khó chịu, chúng ta về thôi. Hôm nay bị làm sao thế? Hiếm lắm mới được ăn cơm với cậu Nam Cung, cơ hội tốt như vậy mà không biết trân trọng. Thật ngại quá, cậu Nam Cung, con gái tôi hơi khó chịu,
tôi phải đưa con bé về nhà trước. Hay là lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm nhé. Được. Dai Dai, hôm nay con bị làm sao vậy? Mẹ. Mẹ, con tiện nhân Khương Vãn kia chính là Thẩm Tiểu Thu. Không thể nào. Trên mặt Thẩm Tiểu Thu có vết bớt, trên mặt Khương Vãn thì không có gì cả. Vết bớt này, con không biết là sao, nhưng con chắc chắn rằng cô ta chính là Thẩm Tiểu Thu. Trên cánh tay cô ta có một vết sẹo giống hệt Thẩm Tiểu Thu. Bỏ qua khuôn mặt của cô ta, mẹ hãy nhớ lại xem dáng vẻ của cô ta, giọng nói của cô ta. Có giống hệt Thẩm Tiểu Thu không? Mẹ cũng không nhìn kỹ Thẩm Tiểu Thu, nó xấu xí như vậy, nhìn thấy nó là mẹ không ăn nổi cơm. Được rồi, dù sao thì con vẫn thấy Khương Vãn chính là Thẩm Tiểu Thu. Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ôi chao, con lo cái gì? Nhìn bộ dạng của nó, chắc là mất trí nhớ rồi. Nhưng mà Nam Cung Dạ đã cho chúng ta một tháng để giao nộp Thẩm Tiểu Thu. Đến lúc đó chúng ta có nên nói cho Nam Cung Dạ biết sự thật không? Con quên mất là nó vừa tát con rồi à? Bây giờ nó có Nam Cung Dạ chống lưng, nên mới ngang ngược như vậy. Nếu Nam Cung Dạ biết nó là Thẩm Tiểu Thu, chắc chắn sẽ cưới nó. Lỡ như nó trở thành chủ nhà Nam Cung, người đầu tiên nó đối phó chính là chúng ta. Vâng, chúng ta cứ về nhà trước đã. Chuyện này phải tính toán cẩn thận. Dạ. Khương Vãn, chúng ta nên nói rõ ràng với nhau một số chuyện. Chú nói đi, khi tìm thấy Thẩm Tiểu Thu, tôi sẽ lập tức kết hôn với cô ấy. Đến lúc đó cô không thích hợp sống ở nhà nữa rồi. Bà, các cháu về rồi à? Bà, cháu lên lầu trước đây. A Dạ này, Vãn Vãn sao vậy? Cháu chọc giận nó à? Cháu đã nói rõ với cô ấy rồi. Đợi đến khi cháu cưới được Tiểu Thu, cô ấy phải dọn đi. Ôi chao, cái cô Thẩm Tiểu Thu đó, cháu còn chưa gặp mặt. Nhà họ nói cô ấy xấu xí vô cùng, Vãn Vãn xinh đẹp như vậy mà cháu còn chê, lại nhất quyết cưới một người phụ nữ xấu xí. Bất kể Tiểu Thu có xấu hay không, cháu đều sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Thế thì cháu không chịu trách nhiệm với Vãn Vãn à? Cháu sẽ đưa cho cô ấy một số tiền lớn, đủ để cô ấy sống cả đời. Thôi, được rồi, nếu cháu đã quyết định như vậy, bà nói gì cũng vô ích. Chú, tôi đi đây. Sau này tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của chú nữa. Hy vọng chú có thể hạnh phúc. A Dạ này, Vãn Vãn để lại cho bà một tờ giấy, nói nó đi rồi. Có phải cháu đuổi nó đi không? Cháu không đuổi cô ấy đi, tiền cháu còn chưa đưa cho cô ấy. Ôi chao, thế này thì phải làm sao đây? Vãn Vãn lại không có tiền. Sau này nó sống thế nào đây? Đều tại cháu chọc nó tức giận nên nó mới bỏ đi. Bà chủ, cậu chủ, nhà họ Thẩm đến rồi. Chắc là họ tìm thấy Tiểu Thu rồi. Mau cho họ vào, bà phải xem thử cái cô Thẩm Tiểu Thu này rốt cuộc xấu đến mức nào. Cậu Nam Cung, cuối cùng tôi cũng tìm thấy con gái mình, Tiểu Thu rồi. Lại đây, đây chính là con gái tôi, Tiểu Thu. Cháu chào bà, chào anh Nam Cung. A Dạ, cháu xác định là cô ta chính là người cháu muốn tìm chứ? Lúc đó cháu không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng cháu dám chắc rằng người cháu muốn tìm là cô cả nhà họ Thẩm. Tiểu Thu chính là cô cả nhà họ Thẩm. Đúng vậy, vậy thì chắc là cô ấy rồi. Vậy thì cậu Nam Cung, lời hứa hôn của cậu còn tính không? Nếu cậu hối hận thì chúng tôi cũng không có ý kiến. Dù sao thì với tình trạng của Tiểu Thu, chúng tôi cũng không dám mong con bé được gả vào hào môn. Đã nói là sẽ cưới cô ấy thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Ồ, không ngờ cậu Nam Cung lại giữ lời hứa đến vậy, thật đáng khâm phục. Không biết cậu Nam Cung định tổ chức đám cưới vào lúc nào? Nhà họ Thẩm chúng tôi cũng chuẩn bị trước. Nửa tháng nữa. Vãn Vãn à, nhìn em da trắng nõn nà thế này, làm phục vụ thật là uổng quá. Hay là để anh bao nuôi em nhé, mỗi tháng anh cho em 20 triệu, thế nào? Ông buông tôi ra, ông có thế này nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu, đừng kích động chứ. Khương Vãn, em làm gì vậy? Vợ. Người này, cô ta quyến rũ anh, cô ta nói làm phục vụ mệt quá, bắt anh phải bao nuôi cô ta. Anh đương nhiên là không đồng ý rồi. Cô ta còn dùng dao đe dọa anh, dùng dao hù dọa ai chứ? Bà đây không phải đứa trẻ con để bị dọa, dám quyến rũ chồng tôi, cô chán sống à? Hôm nay tha cho cô, đi, đi thôi. Thẩm Tiểu Thu, đồ quái thai. Tôi không phải quái thai, tôi không phải, mày chính là quái thai, bố mẹ tao không cho tao chơi với mày. Thẩm Tiểu Thu, nếu không phải bà nội cô che chở cho mày, tao đã xử lý mày từ lâu rồi. Từ ngày mai, mày đến khách sạn làm nhân viên hậu cần. Không được nói mình là cô cả nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm không muốn mất mặt. Hóa ra, mình chính là ân nhân cứu mạng của Nam Cung Dạ. Thẩm Tiểu Thu,
Anh Nam Cung sao lại cưới một người phụ nữ xấu xí như vậy? Hay là anh ấy có sở thích thích người xấu xí? Này, có nghe nói chưa? Người phụ nữ này có ơn với anh Nam Cung. Anh Nam Cung cưới cô ấy là để báo ơn. Nhà họ Thẩm giấu thật kỹ. Nếu không phải lần này liên hôn với nhà Nam Cung, tôi còn không biết nhà họ Thẩm có hai cô con gái. Cô cả nhà họ Thẩm này xấu quá. Chẳng trách nhà họ Thẩm phải giấu cô ta đi. Ông xã, sau này có sự bảo vệ của nhà Nam Cung, chúng ta có thể ngang dọc ở Nam Quốc. Không ngờ Thẩm tiểu thư này lại có thể được cậu Nam Cung độc sủng. Hừ, nhưng mà tiểu thư trên đài là giả. Giả gì chứ, chúng ta nói là thật thì là thật. Cho dù tiểu thư thật có đến, cũng không thay đổi được sự thật này. Ừ. Anh Nam Cung dạ, anh có đồng ý cưới cô Thẩm tiểu thư làm vợ không? Dù giàu sang hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay ốm đau, đều mãi yêu thương và tôn trọng cô ấy, cho đến khi chọn đời chọn kiếp. Tôi đồng, Nam Cung dạ không đồng ý. Thật kích thích, lại có người đến cướp hôn. Ai gan to thế? Đây là tiệc cưới do nhà Nam Cung tổ chức. Thẩm tiểu thư sao lại đến đây? Lẽ nào cô ta đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Ông xã, phải làm sao đây? Chúng ta không thể để nó phá hỏng đám cưới. Nếu nó với Nam Cung dạ nhận ra nhau, chúng ta sẽ chẳng còn gì. Đừng vội. Nam Cung dạ, chắc gì đã nghe lời nó. Khương Vãn. Cô không từ mà biệt, mất tích nửa tháng. Bây giờ lại đến phá đám cưới của tôi. Cô muốn làm gì? Chú. Chú không thể cưới cô ta. Tôi không cưới cô ấy. Chẳng lẽ cưới cô sao? Ôi trời, người phụ nữ này lại hôn anh Nam Cung. Anh Nam Cung không phải vẫn luôn không gần nữ sắc sao? Nhìn cô dâu kìa, mặt xanh lét. Chú, cô ta không phải Thẩm tiểu thư, cô ta là giả. Cô nói gì cơ? Cô ấy không phải Thẩm tiểu thư. Đúng, cô ấy không phải Thẩm tiểu thư. Vậy là ai? Cậu Nam Cung, cậu đừng nghe người phụ nữ này nói bậy. Con gái của chúng tôi, mà chúng tôi còn không biết sao? Người chúng tôi gả cho cậu chính là cô cả nhà họ Thẩm, Thẩm tiểu thư. À dạ, em thực sự là Thẩm tiểu thư, còn người phụ nữ này, cô ta là ai? Cô không cần biết tôi là ai, dù sao thì cô không phải Thẩm tiểu thư, người chú muốn cưới là Thẩm tiểu thư, không phải cô. Dựa vào đâu mà cô nói tôi không phải, vì tôi có thể lột mặt nạ của cô, ông mau ngăn nó lại đi. Nếu để Nam Cung dạ biết chúng ta lừa cậu ta, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ xong đời. Tôi sợ gì, tôi là chủ nhà họ Thẩm. Tôi nói ai là con gái tôi, thì người đó mới là con gái tôi. Cô nói cô có bằng chứng chứng minh người phụ nữ này không phải Thẩm tiểu thư. Bằng chứng đâu, chú? Nhà họ Thẩm có từng nói với chú, cô cả nhà họ Thẩm, Thẩm tiểu thư trên mặt có một vết bớt rất xấu. Đúng vậy, trên mặt tôi có vết bớt, mắt cô bị mù sao? Khương Vãn, tôi thấy cô muốn gả cho cậu Nam Cung phát điên rồi. Cậu Nam Cung không yêu cô. Bảo vệ, đuổi người phụ nữ gây rối này xuống cho tôi. Nếu lỡ giờ lành, tôi sẽ lấy mạng các người. Khoan đã. Khương Vãn, cô đã tạt gì vào mặt cô ấy? Người phụ nữ này thật độc ác. Thứ cô ấy tạt có phải chất độc không? Xong rồi, cô cả nhà họ Thẩm bị hủy dung rồi. Đám cưới này không thể tiếp tục được nữa. Được lắm Khương Vãn, cô to gan lắm. Dám làm nhục con gái tôi trước mặt mọi người. Xem ra không cho cô một bài học. Cô sẽ không coi tôi ra gì. Các người yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp. Vừa rồi tôi tạt vào mặt cô ta là nước tẩy trang. Cô cả nhà họ Thẩm từ khi sinh ra, trên mặt đã có một vết bớt rất xấu. Còn kẻ mạo danh này, vết bớt trên mặt lại là vẽ. Chú, nếu chú không tin lời tôi nói, có thể xem vết bớt trên mặt cô ta còn không? Bảo vệ, bắt Thẩm Xuyên và kẻ mạo danh cô cả nhà họ Thẩm này lại cho tôi. Anh Nam Cung, tôi vô tội. Anh thả tôi ra, tất cả là vì cậu Nam Cung, trên mặt con gái chúng tôi vốn không có vết bớt. Anh thả ra, cậu Nam Cung, là thế này. Khi tiểu thu mới sinh, thầy bói đã xem cho con bé, nói rằng con bé có một kiếp nạn, phải giả xấu mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Vì vậy chúng tôi mới để con bé giả xấu. Thầy bói còn nói, tiểu thu chỉ cần kết hôn, kiếp nạn này sẽ tự động được giải trừ. Cậu Nam Cung, những gì vợ tôi nói đều là sự thật. Tôi vốn định là đợi sau khi hai người kết hôn mới nói ra sự thật, không ngờ lại bị một số người khiêu khích. Thật quá đáng. Đúng vậy, cậu Nam Cung, chú, họ nói dối. Khương Vãn, làm sao tôi có thể tin cô?
chẳng lẽ cô có thể hiểu rõ Thẩm Tiểu Thu hơn người nhà họ Thẩm sao? Tôi, cậu Nam Cung. Khương Vãn này rõ ràng là đến phá đám. Cậu mau đuổi cô ta ra ngoài đi, nếu không lỡ giờ lành làm lễ cưới thì không tốt đâu. Ừ. Bảo vệ, đưa Khương Vãn đi. Không được phép bước vào lễ đường nữa. Chú, tôi không lừa chú tin tôi. Bà Thẩm đến. Nghe nói hôm nay là tiệc cưới của cháu gái tôi, Thẩm Tiểu Thu. Vì vậy, không mời mà đến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ không khỏe. Vì vậy, không báo cho mẹ. Khi nào thì tôi không khỏe? Đứa con bất hiếu này, mày lại nguyền rủa mẹ. Mẹ, thì tại vì mẹ vẫn ở quê không muốn đến thành phố. Chúng con mới không nói cho mẹ. Còn cãi nữa, rõ ràng là các người không coi tôi ra gì. Người đâu, mang quà cưới tôi chuẩn bị cho Tiểu Thu lên đây. Ôi, ông mau nghĩ cách đi. Mẹ ông lên đó chắc chắn sẽ nhìn ra ngay đó là Tiểu Thu già. Yên tâm, mẹ biết đây là dịp gì. Bà ấy sẽ không vạch trần chúng ta đâu. Nếu không, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ xong đời. Cô là ai? Cô không phải Tiểu Thu. Không phải nói cô dâu hôm nay là Tiểu Thu sao? Tiểu Thu đâu? Bà Thẩm, cô ấy không phải Thẩm Tiểu Thu sao? Tất nhiên cô ta không phải Tiểu Thu. Tiểu Thu trông như thế nào, tôi còn không nhận ra sao? Thẩm Xuyên, ai cho ông lá gan? Dám lấy một kẻ giả mạo đến lừa tôi thấy ông chán sống rồi nhỉ? Bảo vệ, lôi hai vợ chồng ông ta xuống cho tôi. Cậu Nam Cung, mẹ chồng tôi đã già lú lẫn rồi, sao cậu lại tin bà ấy? Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Wow, con bướm đẹp quá. Wow, đây không phải là bướm ở thung lũng thần tiên sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nghe nói loài bướm tiên này sống rất lâu, và chúng còn nhận chủ. Bất kể chủ nhân ở đâu, chúng đều có thể tìm thấy chủ nhân thông qua mùi hương. Tiểu Thu. Đây mới là Tiểu Thu. Bà Thẩm. Bà chắc chắn cô ấy là cô cả nhà họ Thẩm. Thẩm Tiểu Thu. Tôi chắc chắn, chắc chắn. 20 năm qua, nhà họ Thẩm đã lừa dối mình, làm nhục mình, coi mình là nỗi ô nhục. Bây giờ mình đã có thân phận mới, mình không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Thẩm nữa. Bà ơi, cháu không phải Thẩm Tiểu Thu, bà nhận nhầm người rồi. Tiểu Thu, cháu chính là Tiểu Thu của bà. Bà ơi, cháu tên là Khương Vãn. Được, Khương Vãn. Là bà nhận nhầm. Chỉ cần cháu sống tốt, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bà nội, cháu xin lỗi, cháu chỉ có thể thoát khỏi nhà họ Thẩm mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khương Vãn, cô thực sự muốn nhìn thấy nhà họ Thẩm gặp nạn sao? Bà nội đã lớn tuổi rồi, cô thực sự muốn nhìn thấy bà ấy đau lòng sao? Chú, nhà họ Thẩm đã lừa chú, tội không thể tha thứ. Nhưng tôi cầu xin chú hãy tha cho nhà họ Thẩm, vì trước đây bà cụ đã có ơn với tôi. Cậu Nam Cung, Tiểu Thu đã mất rồi, vì tôi quá đau buồn, nên đã nhận nhầm Vãn Vãn là Tiểu Thu. Vãn Vãn là một đứa trẻ tốt, hy vọng cậu có thể đối xử tốt với cô ấy. Tiểu Thu mất rồi. Đúng vậy. Chú đừng tức giận. Tức hỏng người thì không đáng. Khương Vãn, sao cô biết Thẩm Tiểu Thu kết hôn với tôi là giả? Vì tôi mới là Thẩm Tiểu Thu thực sự. Thẩm Tiểu Thu giả mạo đó, tôi đã từng quen biết. Là tôi đã sơ suất, hoàn toàn không nghĩ rằng nhà họ Thẩm sẽ lừa tôi. Chờ đã, cô đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Vậy trước đây cô tên gì? Tại sao tôi hoàn toàn không tra được thông tin? Tôi là một đứa trẻ mồ côi không bố không mẹ, lớn lên nhờ xin ăn. Chú, chuyện trước đây tôi không muốn nhắc lại nữa. Khương Vãn, nửa tháng nay cô đi đâu vậy? Tôi đã cho người đi tìm lâu như vậy mà không thấy. Cô có biết không, bà nội vì chuyện này mà giận tôi nửa tháng. Thậm chí còn không đến dự đám cưới của tôi. Chú mau buông tôi ra, chú làm tôi đau. Được rồi, đừng nói gì nữa. Về nhà với tôi, giải thích rõ ràng với bà nội. Tôi về với chú, nếu bà nội không chê, thì tôi sẽ tiếp tục ở lại. Ôi! Cô tưởng nhà tôi là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Vậy chú muốn thế nào? Tôi về với chú. Chú không mời tôi ở lại ăn tối sao? Ăn tối xong trời tối mất. Cô im miệng, đi theo tôi. Bà nội! Vãn Vãn! Cháu đã về rồi, cháu đi mất nửa tháng. Cháu có biết bà nội lo lắng cho con thế nào không?
Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không nên bỏ đi mà không báo trước. Biết lỗi sửa sai, chính là đứa trẻ ngoan. À dạ, dạ, hôm nay không phải cháu kết hôn sao? Sao lại về rồi? Cháu kết hôn xong rồi à? Vợ cháu đâu? Vãn Vãn đã về rồi. Sau này, cháu và vợ cháu ra ngoài ở đi. Bà nội, cháu đã làm hỏng đám cưới của chú rồi. Ồ, Vãn Vãn lợi hại quá. Những gì bà nội không làm được, cháu lại làm được rồi. Bà nội, bà định để Khương Vãn ở nhà chúng ta thật à? Sao, cháu có ý kiến gì à? Không. Cháu làm sao dám có ý kiến? Thẩm Xuyên, lần này mẹ ông quá đáng rồi. Không giúp chúng ta mà còn giết hại chúng ta. Mẹ đúng là hồ đồ. May mà Tiểu Thu còn cầu xin cho chúng ta. Tiểu Thu này chắc chắn là đã khôi phục trí nhớ rồi. Cố tình không nhận chúng ta, muốn đoạn tuyệt với chúng ta. Ai bảo trước đây bà ngược đãi nó? Con còn dám đổ lỗi cho tôi. Nói như thể ông đối xử với nó rất tốt vậy. Nếu không phải nó bám vào được gia tộc Nam Cung, tôi nghĩ ông cũng chẳng thèm nhìn nó ấy. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Vết bớt trên mặt Thẩm Tiểu Thu đã biến mất. Bây giờ cô ta giống như hồ ly tinh vậy, làm Nam Cung Dạ mê mẩn. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn cô ta một bước lên mây sao? Con không cam tâm. Chúng ta đã nuôi nó bao nhiêu năm rồi, bây giờ chính là lúc nó báo đáp chúng ta. Dựa vào đâu mà nó nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt? Nó nghĩ hay quá, Thẩm Tiểu Thu bây giờ có Nam Cung Dạ chống lưng, chúng ta không làm gì được nó. Bố quên bà nội rồi sao? Thẩm Tiểu Thu là do bà nội nuôi lớn, bà nội chính là điểm yếu của cô ta. Chỉ cần chúng ta dùng bà nội để uy hiếp, còn sợ cô ta không ngoan ngoãn nghe lời à? Đúng rồi, Dai Dai nói đúng. Ông xã, lần này chúng ta phải vòi nó một khoản thật lớn. Đợi mẹ ông đi rồi, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Chú, tôi có thể làm gì không? Biết pha cà phê không? Chú, sao ông lại nôn thế? Giấy, có phải bệnh tình trở nặng không? Tôi gọi cấp cứu cho chú ngay đây. Khương Vãn, cô nói linh tinh cái gì vậy? Cô cho nhiều đường thế này vào cà phê của tôi. Cô muốn làm tôi ngọt chết à? Tôi thấy cà phê ngọt một chút thì ngon hơn. Cô pha cà phê cho tôi, theo khẩu vị của cô á. Pha cho tôi một cốc mới, không đường, không sữa. Sếp, để tôi làm. Chuyện là, tôi đã tra được tin tức về Thẩm Tiểu Thu rồi. Có thể cô ấy thực sự đã mất rồi. Người tôi phái về quê điều tra, đã phát hiện ra mộ của cô ấy. Tôi biết rồi, còn về Khương Vãn, vẫn không có bất kỳ thông tin nào về cô ấy. Không cần tra nữa. Hôm qua cô ấy nói với tôi, cô ấy là trẻ mồ côi, phải đi ăn xin. Vâng. Ra ngoài đi, vâng. Khương Vãn, ngày đầu tiên đi làm ở công ty, cảm giác thế nào? Cũng ổn, làm ở đâu thì cũng là làm thôi. Tâm lý cũng khá tốt. Trước đây cô làm công việc gì? Trước đây tôi cũng chỉ rót trà, rót nước. Ôi! Cô phải nhớ, bây giờ cô đang ở tập đoàn Nam Cung. Rót trà, đưa nước cho sếp Nam Cung. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Công ty chúng ta, phúc lợi, chế độ đãi ngộ ở đây là số 1, số 2 trên toàn quốc. Trợ lý Chu, anh nói thử xem, nếu Nam Cung Dạ đi rồi, chúng ta còn có thể tiếp tục làm việc ở đây không? Cô bị làm sao vậy Khương Vãn? Cô nói bậy bạ gì vậy? Sếp còn trẻ như vậy, sao anh ấy lại đột nhiên? Đừng để vẻ ngoài mạnh mẽ của anh ấy đánh lừa. Thực ra anh ấy đã kiệt sức rồi, đang đếm ngược thời gian sống. Đang đếm ngược thời gian sống á? Khương Vãn, cô đừng đùa với tôi. Tim tôi không tốt, tôi không chịu nổi đâu. Nào, nào. Vừa nãy cô nói, sếp đang đếm ngược thời gian sống là có ý gì? Anh không biết chuyện anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối à? Vãi. Ung thư giai đoạn cuối? Không có nói với chúng tôi không biết gì cả. Giữa năm anh ấy đi khám sức khỏe không phải vẫn ổn sao? Tôi cũng vô tình đi ngang qua cửa phòng anh ấy, nghe thấy anh ấy gọi điện thoại mới biết. Anh ấy giấu mọi người. Có lẽ là sợ mọi người lo lắng. Vậy thì. Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi còn pha cà phê cho anh ấy làm gì? Cô đổi sang sữa cho anh ấy đi. Tôi nghĩ anh ấy sắp đi rồi, nên cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Cô nói cũng đúng. Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối, dù uống gì thì cũng phải đi thôi. Vậy thì, uống cà phê đi. Trợ lý Chu, thực ra một thời gian trước tôi cũng buồn như anh vậy. Cứ nhìn thấy anh ấy là tôi muốn khóc. Nhưng bây giờ tôi đã ổn rồi. Cô điều chỉnh cảm xúc kiểu gì hay vậy? Mặc dù anh ấy đi sớm, nhưng những gì anh ấy có được nhiều hơn chúng ta.
nếu tôi là anh ấy thì chắc không có gì phải hối tiếc. Tôi thấy tim mình không ổn, tôi đi vệ sinh một lát, anh. Mọi người khóc cái gì vậy? Công ty sắp phá sản rồi sao? Hay là các người đã làm gì có lỗi với tôi? Mọi người khóc cái gì? Công ty phá sản rồi sao? Hay là các người đã làm gì có lỗi với tôi? Sếp, chúng tôi đều biết cả rồi. Sếp, mặc dù anh sắp rời xa chúng tôi, nhưng anh sẽ mãi sống trong tim chúng tôi. Sếp, đợi anh đi rồi, chúng tôi sẽ treo ảnh anh lên tường, mỗi ngày chiêm ngưỡng di ảnh của anh. Di ảnh, sếp, tôi đã liên lạc với Cao Tăng rồi, đảm bảo lúc đó sẽ siêu độ anh lên cõi cực lạc. Cõi cực lạc? Mấy người? Sếp, sếp phát bệnh rồi, gọi cấp cứu. Ôi, ai cho các người lá gan? Lại dám nguyền rủa tôi chết. Ai trong số các người không muốn sống nữa? Tôi đảm bảo sẽ đưa các người xuống địa ngục. Sếp, sếp chắc chắn là sợ sau khi công bố bệnh tình của mình sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Sếp, yên tâm, chúng tôi đều là người thân tín của công ty, không ai dám tiết lộ ra ngoài. Đúng không? Đúng, đúng vậy. Ấy, sếp, anh không phải sắp chết rồi sao? Sao còn khỏe thế? Là ai nói tôi sắp chết hả? Tôi phải lôi người này ra, băm vằm thành từng mảnh. Ai đang mắng mình vậy? Chú ơi, trưa nay chú ăn gì? Tôi đi mua cho chú. Không cần mua đâu, trưa nay tôi ăn cô. Chú, chú định làm trong văn phòng sao? Như vậy không ổn đâu, nếu có người khác vào, danh tiếng của chú sẽ bị hủy hoại. Tôi sắp chết rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đường xuống suối vàng quá cô đơn. Tôi quyết định đưa cô đi cùng. Chú nói bậy bạ gì vậy? Tôi sẽ không chết cùng chú đâu, tôi muốn sống thật tốt. Chú chết rồi thì không còn cảm giác gì nữa, sẽ không cô đơn đâu. Khương Vãn, cô lại đây, để tôi gõ thử đầu cô xem, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng nước. Chú mắng người thì cứ mắng, sao còn vòng vo nữa? Khương Vãn ơi là Khương Vãn, ngày đầu tiên đi làm đã đồn tôi sắp chết. Cô muốn tôi chết đến vậy sao? Tôi không đồn bậy, tôi nói đều là sự thật. Chú bị ung thư giai đoạn cuối còn gì, chắc chắn không sống được mấy ngày nữa. Ung thư giai đoạn cuối? Cô nghe ai nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối? Hôm nay cô phải nói rõ những chuyện này cho tôi, nếu không, cô đừng hòng bước ra khỏi văn phòng của tôi. Lần trước tôi mang cơm cho chú, đứng ở cửa nghe thấy chú nói chuyện điện thoại, tôi không nhớ nhầm chứ? Người bị ung thư giai đoạn cuối là bà chứ không phải tôi. Hả? Cô hả cái gì? Khương Vãn, cô làm sao vậy? Tôi không chết được, cô thất vọng lắm à? Tôi không muốn bà chết. Cậu chủ, bà của anh phát bệnh rồi. Bà nhất quyết không chịu đến bệnh viện, anh mau về đi. Nếu không, tôi sợ bà ấy không chịu nổi. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Sao vậy? Bà phát bệnh rồi, lại không chịu đến bệnh viện, tôi phải về khuyên bà, tôi đi cùng chú. Bà bị bệnh gì? Trước kia không phải vẫn ổn sao? Dạo trước bà lên chùa cầu phúc, không biết tại sao lại mắc một căn bệnh lạ. Căn bệnh lạ này khiến bà đau đớn toàn thân. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói là ung thư giai đoạn cuối. Sau đó lại nói là một căn bệnh lạ chưa từng thấy. Bà rất thất vọng về bệnh tình của mình, nên không chịu phối hợp điều trị. Vãn Vãn, khi lát nữa tôi đưa cô về, phải khuyên bà nhé, bệnh của bà không thể trì hoãn thêm được nữa. Vâng. Ôi, tôi không uống. Cậu Nam Cung, cậu về rồi. Bà cụ nhất quyết không chịu đến bệnh viện, cho bà uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, tôi thực sự bó tay rồi. À dạ, bọn họ căn bản không chữa khỏi bệnh cho bà. Bọn họ chỉ muốn lấy bà làm chuột bạch để thí nghiệm. Bà sẽ không đến bệnh viện để chịu sự hành hạ của bọn họ đâu. Cậu Nam Cung, hay là tiêm cho bà cụ một mũi thuốc an thần, rồi đưa bà đến bệnh viện. Sao ông lại có thể làm thế? Bà nội không tin ông cũng phải. Cô là ai? Ông không cần biết tôi là ai. Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ không cho phép ông tiêm thuốc an thần cho bà. Con nhóc này, giả vờ ra vẻ lắm, đừng có kéo dài thời gian nữa. Chú ơi, có lẽ tôi có thể chữa khỏi bệnh cho bà. Cô có thể chữa? Bệnh của bà cụ, bác sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới đến chữa mà không khỏi. Cô nói cô có thể chữa? Dùng cái gì để chữa? Dùng cái miệng này à? Tôi còn chưa thử thì làm sao biết là không được. Bà cụ thân thể quý giá, sao mà đứa nhà quê như cô có thể đụng vào? Cô không có tư cách chữa bệnh cho bà cụ.
Chú ơi, trước đây tôi từng thấy bệnh giống vậy. Chú để tôi thử xem, biết đâu lại thành công. Hóa ra cô còn không phải là bác sĩ. Cô có biết làm như vậy là phạm pháp không? Nếu mà làm bà cụ có mệnh hệ gì, cô có chịu trách nhiệm được không? Chẳng lẽ ông có thể đảm bảo chữa bệnh cho bà cụ là thành công 100% sao? Cậu Nam Cung, cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Con nhóc này, ngay cả kiến thức y học cũng không hiểu. Lỡ như khiến bà cụ có mệnh hệ gì, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Được rồi Tiểu Thu, tôi cảm kích tấm lòng của cô. Bệnh của bà vẫn nên để bác sĩ chuyên khoa chữa thì hơn. Cứ để Tiểu Thu chữa cho bà. Bà ơi, Tiểu Thu không phải là bác sĩ. Đúng vậy bà cụ, bà đừng có hồ đồ. Con nhóc này chẳng hiểu gì cả. Nếu nó chữa bệnh cho bà, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tôi tin Tiểu Thu, nếu xảy ra hậu quả gì, tôi tự chịu trách nhiệm. Chú ơi, chú để tôi thử xem. Tôi chắc chắn sẽ không hại bà. Vậy cô thử đi. Tôi đi lấy thuốc. Cậu Nam Cung, cậu thực sự muốn đồng ý với yêu cầu của cô ta ư? Lỡ như xảy ra chuyện gì, thì cứ để cô ấy thử đi. Bà tôi bây giờ đau đớn như vậy, ông cũng không có cách nào. Cô cầm thuốc gì vậy? Uống thuốc này vào thì bệnh của bà cụ sẽ khỏi sao? Không thử thì làm sao biết được? Thật là thừa thãi, mấy trăm chuyên gia còn không chữa khỏi. Một con nhóc còn hôi sữa như cô làm sao chữa khỏi được? Tiểu Thu, cô giỏi thật, trông bà có vẻ ổn hơn nhiều rồi. So với những bác sĩ tôi mời trước đây thì hiệu quả hơn nhiều. Đúng là đám ăn hại, không phải tôi giỏi, là thuốc giỏi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Bác sĩ, bác mau nói cho tôi biết bà tôi sao rồi. Bà cụ không còn thở nữa. Con nhóc nhà quê này, cô cho bà cụ uống thứ gì? Độc chết bà cụ rồi, tôi vừa cho bà uống đoạn cốt thảo. Đoạn cốt thảo là loại cỏ độc khét tiếng. Cô lại cho bà cụ uống thuốc độc, cô độc ác quá, đoạn cốt thảo là thuốc độc nhưng nó cũng có thể giải độc. Cô còn cãi nữa à? Bà cụ đã bị cô độc chết rồi. Khương Vãn, không đã nói sẽ không hại bà tôi cơ mà. Bây giờ tình hình này, cô giải thích cho tôi, nếu không hôm nay tôi sẽ không tha cho cô. Chú đừng vội, tôi xem thử bà thế nào. Cô đừng động đậy, kẻ giết bà cụ, cô đừng hòng lại gần bà cụ nữa. Cậu Nam Cung, báo cảnh sát đi, cô ta giết bà cụ, phải bắt cô ta đền mạng. Chú ơi, chú để tôi xem bà thế nào. Tôi không tin bà đã chết. Bà ơi! Bà cụ! Bà ơi! Bà cụ! Bà ơi! Bà thế nào rồi? Bà ơi! Bà không sao chứ? Vãn Vãn à! Bà thấy người khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cháu! Bà không cần cảm ơn cháu đâu. Bà không sao là tốt rồi. Cậu Nam Cung, hay là đưa bà cụ đến bệnh viện kiểm tra? Bà, đi thôi, cháu đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra ở bệnh viện cũng được, nhưng phải để Vãn Vãn đi cùng. Cháu đi cùng bà. Thật kỳ diệu, các chỉ số của bà cụ đã trở về mức bình thường rồi. Bệnh của bà tôi thực sự khỏi rồi sao? Bây giờ thì có vẻ như vậy. Cô Khương, xin lỗi, vừa rồi tôi nói hơi to tiếng. Không sao, chỉ cần bà cụ khỏe mạnh, nhưng ở mức tôi chịu cũng không là gì. Vãn Vãn, xin lỗi em, vừa rồi là anh hiểu lầm, chú không cần xin lỗi em. Trước đây em tưởng chú mắc bệnh nan y, còn gây ra một trận náo loạn lớn ở công ty. Bây giờ chúng ta coi như hòa. Sao được? Em đã cứu bà anh, giúp đỡ nhà Nam Cung một việc lớn như vậy. Sau này em chính là ân nhân của nhà Nam Cung. A Dạ nói đúng. Vãn Vãn, sau này chính là ân nhân của nhà Nam Cung. Ơn này của cháu, bà không biết báo đáp thế nào. Hay là để cháu trai bà, lấy thân báo đáp nhé. Bà ơi, chúng cháu còn chưa quen lắm. Hai đứa không phải đã ngủ với nhau rồi sao? Thế mà còn chưa quen à? Ngày xưa, bà với ông nội của A Dạ kết hôn với nhau, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Bà ơi, chúng ta về nhà ăn cơm trước đi, chuyện kết hôn không vội được. Hai đứa không vội, nhưng bà thì vội. Hôm nay, hai đứa phải cho bà một câu trả lời. Nếu không, bà không yên tâm được. Ngày mai ạ. Ha ha ha. A Dạ, cháu còn không vội sao? Ngày mai đã muốn đăng ký kết hôn với Vãn Vãn rồi. Bà thấy cháu vội lắm. Không phải bà dục sao? Trước đây bà có ít dục cháu sao? Sao không thấy cháu tìm một cô gái rồi muốn vội vàng đi đăng ký kết hôn? Rõ ràng là cháu thích Vãn Vãn mà còn không thừa nhận. Bà ơi, cháu đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vãn Vãn à, để A Dạ đưa cháu ra ngoài ăn. Bà có tài xế đưa về rồi. Hai đứa cứ yên tâm. Đi đi, bà đi thong thả. Vãn Vãn, em muốn kết hôn vào thời điểm nào?
khi nào cũng được, tùy chú. Vậy ngày mai được không? Anh muốn nhanh chóng giải quyết xong những chuyện này, để bà không phải lo lắng nữa. Được. Nghe theo chú. Được. Điện thoại của trợ lý Chu. Alo, Khương Vãn, sếp nói sẽ băm vằm cô ra. Bây giờ cô còn sống không? Chú ơi, chú muốn băm vằm em sao? Lúc nói câu đó ở công ty. Không biết tin đồn này là do em gây ra. Ừ, không sao, thực ra lúc đó em cũng rất tò mò. Nhìn chú không giống người mắc bệnh nan y. Năm nào anh cũng đi khám sức khỏe rất tốt. Chú đừng nói khoác nữa. Bà nói với em là dạ dày chú không tốt, cách đây vài năm còn phải nhập viện vì bệnh dạ dày. Bà còn nói gì với em nữa? À, bà nói là hồi nhỏ chú có thích một cô gái. Sau đó cô gái đó lại thích bạn thân nhất của chú. Ngày chú biết chuyện đó đã khóc suốt đêm. Sao bà lại kể hết mọi chuyện cho em vậy? Anh biết giấu mặt vào đâu chứ? Sau đó bà cũng không kể nữa, rồi còn đưa cho em xem album ảnh của nhà chú. Em thấy rất nhiều ảnh thời thơ ấu của chú, thực sự rất đáng yêu. Bà ơi, bà đã không giữ thể diện cho cháu, mà còn không giữ lại chút gì cho cháu. Anh đi vệ sinh một lát. Kia không phải là Thẩm Tiểu Thu sao? Qua xem thử. Thẩm Tiểu Thu, đừng tưởng vết bớt trên mặt cô đã biến mất, là tôi không nhận ra cô. Cho dù cô có hóa thành tro thì tôi vẫn nhận ra. Các người có ý gì? Bây giờ mày dựa vào Nam Cung Dạ nên muốn đá chúng tôi. Mày tưởng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Bà chưa bao giờ coi tôi là con gái. Nếu không phải nhờ bà nội thì có lẽ tôi đã bị bà bóp chết từ lâu rồi. Không phải mày vẫn chưa chết sao? Chỉ cần mày chưa chết thì mày vẫn là người nhà họ Thẩm. Không phải mày muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Dùng tiền để đoạn tuyệt đi. Vậy thì bà ra giá đi. Sao các người lại đến đây? À, cậu Nam Cung, tôi và con gái đến ăn cơm. Gặp Khương Vãn nên qua chào hỏi một tiếng. Cô ấy không quen các người, sau này gặp cô ấy không cần phải tới chào hỏi. Được, vậy chuyện tốt của cậu và Khương Vãn chắc cũng sắp thành nhỉ? Không liên quan đến bà, tôi đúng là sẽ kết hôn với Khương Vãn, nhưng chuyện này với nhà họ Thẩm, hình như không liên quan gì nhỉ? Được được được, vậy thì tôi xin chúc mừng hai người tân hôn vui vẻ trước. Vãn Vãn, ngồi xuống đi. Sao thế? Sao trông có vẻ không vui vậy? Hai người họ nói gì với em à? Được rồi. Anh và Thẩm Tiểu Thu, chú ơi, chuyện trước kia em không để bụng. Chuyện nhà họ Thẩm em cũng không để bụng, em chỉ muốn sống tốt những ngày sau này. Được. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không để ai bắt nạt em. Chú ơi, em muốn uống rượu. Sao tự nhiên lại muốn uống rượu? Em không biết uống rượu mà, chỉ là muốn uống thôi. Chờ em say rồi chú đưa em về nhà nhé. Được. Phục vụ, mang hai chai rượu đến đây. Chú ơi, nói mới nhớ, đây mới là lần thứ hai trong đời em uống rượu. Nghĩ vậy cũng khá phấn khích. Vãn Vãn. Uống rượu kiểu gì thế? Em không sợ say à? Rượu này uống như nước vậy. Cũng bình thường thôi. Chú ơi, em nói cho chú biết. Em có rất nhiều bí mật, chú có muốn nghe không? Được, đợi chúng ta lên xe rồi nói. Vãn Vãn, vừa nãy em nói có một bí mật muốn nói với anh. Bí mật gì thế? Chú ơi, trước kia em rất xấu. Nếu chú nhìn thấy ảnh trước kia của em, chắc chắn sẽ không thích em. Không ngờ khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Chú ơi, ừ, em còn một bí mật nữa còn đáng sợ hơn. Nếu chú biết chắc chắn sẽ giật mình. Bí mật gì? Thực ra, em không phải là Khương Vãn, em còn một thân phận khác. Thân phận khác của em là gì? Buồn ngủ quá. Sếp, anh nói xem có phải cô Khương là tội phạm bị truy nã không? Cách đây vài ngày, tôi có xem một bản tin, nói về một nữ tù nhân đổi tên họ, cuối cùng kết hôn sinh con. Nhưng may là đã bị cảnh sát bắt giữ. Khương Vãn phẫu thuật thẩm mỹ và có hai thân phận,
cô ấy không phải là tội phạm bị truy nã chứ? Á? Sao chúng ta lại ngủ cùng nhau? Sao thế, chuyện tối qua em không nhớ à? Em nhớ là em có uống rượu. Là em say, sau đó là anh cõng em về. Đêm qua em còn nôn 2 lần. Anh ở lại đây cũng là để chăm sóc em. Chú ơi, em xin lỗi, em sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Không sao, chúng ta đi ăn sáng thôi, đi thôi. Bà nội, mau ngồi xuống đi, nghe nói hôm qua cảnh sát đến nhà chúng ta có chuyện gì sao? Xin chào, tôi sắp kết hôn với vị hôn thê của tôi rồi, nhưng tôi thấy thân phận của cô ấy có vấn đề, vì vậy, tôi hy vọng các anh có thể giúp tôi điều tra một chút. Xem cô ấy có phải là tội phạm truy nã không? Được, vậy bây giờ có thể lấy dấu vân tay của cô ấy không? Được chứ. Anh Nam Cung, khi nào có kết quả đối chiếu, chúng tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Được, vất vả rồi. Anh Nam Cung, qua đối chiếu cơ sở dữ liệu, vị hôn thê của anh không phải là tội phạm bị truy nã của nước ta. Chú ơi, bà nội hỏi chú đấy. Sao chú không trả lời? À, Vãn Vãn. Hôm qua cảnh sát đến nhà, là để lấy dấu vân tay của cháu. Lấy dấu vân tay của cháu, tại sao lại lấy dấu vân tay của cháu? Vãn Vãn, xin lỗi em. Thực ra là anh, dạ ấy à, chắc là sợ sau này cháu đi lạc. Nên tìm cảnh sát đến lấy dấu vân tay của cháu để nhập vào hệ thống. Sau này nếu cháu có bị lạc, thì cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm thấy cháu. Đúng rồi, bà nội nói đúng. Nhưng cho dù có lấy dấu vân tay của cháu, cũng không cần phải để họ đến vào buổi tối. Làm phiền họ quá, không phiền đâu, chúng ta ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong thì chúng ta đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Ăn nhanh lên nào. Chú ơi, em đi nghe điện thoại, chú đợi em nha. Ừ. Thẩm Tiểu Thu, tối hôm qua, tao với bố mày đã bàn với nhau rồi. Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ cũng được thôi, nhưng mày phải lấy cho chúng tao một dự án từ Nam Cung ra. Bà muốn dự án nào? Dự án số 1 của thành phố, mày biết không? Bố mày muốn có dự án đó, chỉ cần mày để Nam Cung Dạ giao dự án này cho chúng tao. Chúng tao sẽ không bao giờ tìm mày nữa. Dự án số 1, tôi biết dự án này. Ngân sách của dự án này lên tới hơn cả 1000 tỷ. Các người không có khả năng lấy được dự án này đâu. Tôi không thể đồng ý với các người. Thẩm Tiểu Thu, tao không có bàn bạc với mày. Tao đang thông báo cho mày. Nếu mày không làm theo, sau này đừng hòng gặp lại bà già đó nữa. Các người đã làm gì bà nội tôi? Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tất nhiên bọn tao sẽ không làm gì bà ta. Nếu mày không nghe lời, thì tao không thể đảm bảo sự an toàn của bà ta. Bà điên rồi. Bà làm như vậy, bố tôi có biết không? Tao đã dám làm như vậy, tất nhiên là đã được bố mày đồng ý rồi. Thẩm Tiểu Thu, mày sắp lấy chồng giàu rồi, nhưng lại không muốn đền đáp chúng tao chút nào. Điều đó chứng tỏ bà già đó không dạy dỗ mày tốt. Bà câm miệng, các người khiến tôi ghê tởm. Vãn Vãn, em sao vậy? Ai gọi điện đến vậy? Chú ơi, em suy nghĩ lại rồi. Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ, có vẻ hơi vội vàng. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau. Ý em là sao, chú ơi? Em không thể đi đăng ký kết hôn với chú được. Xin lỗi chú, để chú phải mất công đi một chuyến. Khương Vãn, rõ ràng là vừa nãy ở nhà chúng ta vẫn còn rất tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là em đã tỉnh rượu, cảm thấy thân phận của chúng ta quá chênh lệch, cho dù chúng ta đăng ký kết hôn thì sau này cũng sẽ chia tay thôi. Chú không chê thân phận của em, nhưng mà em sẽ để ý đến điều này, chú sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn. Khương Vãn, em đứng lại, nếu em dám đi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Con nhóc Thẩm Tiểu Thu chết tiệt này, lại đi chia tay với Nam Cung Dạ, tức chết đi được, mẹ đừng tức giận nữa. Cô ta chia tay cũng tốt mà. Tốt cái gì, ban đầu còn muốn đe dọa nó để lấy dự án 1000 tỷ. Bây giờ thì đổ sông đổ bể hết rồi, đúng là nuôi tốn cơm. Nào, mẹ, vì Nam Cung Dạ và Thẩm Tiểu Thu đã chia tay, nên chúng ta muốn đối phó với cô ta thế nào cũng được. Cho dù mẹ có bán cô ta đi, cũng không cần phải lo lắng, Dai Dai nói đúng. Nó đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có đại gia muốn lấy nó. Đến lúc đó, Mie sẽ đòi thêm tiền sính lễ. Vậy là cũng đáng rồi. Vãn Vãn, cháu và A Dạ đã đăng ký kết hôn chưa? Giấy đăng ký đâu? Mau đưa cho bà xem nào. Bà nội,
cháu xin lỗi, cháu hối hận rồi. Tại sao lại hối hận? Không thích A Dạ nữa sao? Hay là A Dạ đã làm chuyện gì có lỗi với cháu? Không liên quan đến anh ấy, là lỗi của cháu. Cháu cảm thấy ở bên anh ấy, cháu có quá nhiều áp lực, cháu sợ. Vãn Vãn à, đừng sợ. A Dạ là một người đàn ông tốt, các cháu cứ ở bên nhau thêm một thời gian nữa, sẽ không còn sợ nữa. Bà nội, cháu muốn ra ngoài ở, cháu muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà sao sao? Bà nội, cháu xin lỗi, bố mẹ cháu đòi cháu dự án 1000 tỷ, cháu tuyệt đối không thể đồng ý với họ, cháu cũng không muốn liên lụy đến mọi người. Khương Vãn đâu rồi ạ? Không lẽ anh băm vằm cô ấy ra thật rồi? Tôi thực sự muốn băm vằm cô ấy đây, như vậy thì chứng tỏ là cô ấy không sao. Nếu cô ấy không sao thì tại sao không đi làm? Anh đuổi việc cô ấy rồi ạ? Tiền lương ngày hôm qua vẫn tính cho cô ấy chứ ạ? Chu Hạo, nếu không nhắc đến cô ấy thì cậu không còn gì để nói à? Không phải, tôi chỉ là sợ anh lại giống mấy lời họ đồn thôi. Mọi người đồn đại tôi thế nào? Không không không, không phải chúng tôi, là họ, tôi không đồn đại. Là họ thấy mối quan hệ giữa anh và Khương Vãn không bình thường. Có người nói thấy Khương Vãn từ trên xe của anh bước xuống. Có người nói ở phòng pha chế, thấy Khương Vãn và anh dùng chung một cốc cà phê. À, tất nhiên rồi, tôi luôn tin rằng anh sẽ không để mắt đến Khương Vãn đâu. Cậu im miệng đi, đừng nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt tôi nữa. Khương Vãn giỏi ghê nhỉ. Không ngờ lại khiến sếp nổi trận lôi đình như vậy. Sếp, tôi sẽ báo phòng nhân sự cho cô ấy vào danh sách đen. Đứng lại, tôi hỏi cậu, nếu cậu là phụ nữ, cậu có đồng ý lấy tôi không? Sao anh lại đột nhiên hỏi tôi câu hỏi này? Nếu tôi là phụ nữ, thì câu trả lời của tôi chắc chắn là tôi đồng ý. Không phải chứ sếp, sao dạo này tôi thấy tinh thần với trạng thái của anh không được bình thường. Khương Vãn từ chối tôi, bỏ tôi một mình ở trước cửa cục dân chính. Cả đời này tôi chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Không phải chứ, Khương Vãn, cái cô này đúng là không biết điều. Sếp, anh đích thân đến tìm cô ấy. Anh đến tìm cô ấy, hoa. Anh đến tìm cô ấy, hoa. Cô ấy còn từ chối. Ừ, cậu không nghe nhầm đâu. Cô ấy từ chối tôi, Khương Vãn có phải bị điên không? Cô ấy, sếp, tôi thấy anh cũng hơi, một người có địa vị cao quý như anh, sao anh có thể tùy tiện tìm một người phụ nữ rồi kết hôn chứ? Khương Vãn kia, ngoài khuôn mặt ra, còn có gì xứng với anh đâu? Chu Hạo, vậy thì cậu thấy, ở Nam Quốc, người phụ nữ nào xứng với tôi? Ở Nam Quốc, trên toàn thế giới, không có ai xứng với anh. Tôi cũng không biết Khương Vãn nghĩ thế nào, rõ ràng chúng tôi đã đến trước cửa cục dân chính. Sau đó cô ấy nghe một cuộc điện thoại. Điện thoại? Đúng vậy. Cô ấy nghe một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại đó chắc chắn có vấn đề. Tôi đi tra hồ sơ cuộc gọi. Bà nội, bà sao vậy? Bà bị ốm đúng không? Tiểu Thu, sao cháu lại đến đây? Cháu lo cho bà nên cháu đến. Bố mẹ đáng ghét của cháu. Chúng không phải là người. Chúng ép bà đi đòi tiền cháu. Bà không chịu, mẹ cháu đúng là súc sinh mà, nó lại đánh cả bà. Bà nội, cháu đưa bà đi. Sau này cháu sẽ nuôi bà, sẽ không để họ bắt nạt bà nữa. Hừ, muốn đi à? Đào Bội Văn, bà bắt nạt tôi thì được, sao có thể bắt nạt bà nội chứ? Bà quá đáng lắm rồi. Thẩm Tiểu Thu, tao quá đáng mà mày vẫn có thể sống đến bây giờ à? Bảo vệ, bắt Thẩm Tiểu Thu lại cho tôi. Các người làm gì vậy? Các người làm gì? Buông tôi ra. Tôi và Nam Cung Dạ đã chia tay rồi. Bắt tôi cũng vô dụng thôi. Tao biết mày và Nam Cung Dạ đã chia tay. Một người đàn ông tốt như vậy mà không giữ được, tao đành phải tìm cho mày một người chồng khác. Yên tâm, người chồng tao tìm cho mày vừa giàu có vừa hào phóng, chỉ là hơi già một chút, xứng với cái loại như mày lắm. Đưa nó đi. Bà nội, các người buông bà tôi ra. Đừng có phá nữa. Người chồng tôi tìm cho Tiểu Thu không phải người bình thường. Mặc dù hơi lớn tuổi một chút, nhưng đã cho nhà chúng tôi 70 tỷ xính lễ. Số tiền này, con trai bà đã nhận rồi. Sếp Trương, ông đợi một chút, con gái tôi sắp sửa trang điểm xong rồi. Ông đưa nó về, nó sẽ là người của ông, nếu nó không nghe lời, ông cứ tùy ý dạy dỗ. Ha ha ha, được, tôi cũng không nỡ đánh cô ấy. Tôi cưới cô ấy về, là để cô ấy sinh cho tôi mấy đứa con. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Các người buông tôi ra. Vợ tôi thật là non quá nha, khuôn mặt nhỏ nhắn này, chà, chắc búng cũng già sữa nhỉ. Đừng đụng vào tôi sẽ không lấy ông. Số tiền ông đưa cho bố mẹ tôi, tốt nhất là ông nên đòi lại. Nếu không, ông chỉ phí công vô ích. Con nhóc chết tiệt, mày nói bậy bạ gì thế? Từ hôm nay trở đi, sếp Trương chính là chồng mày. Sau khi lấy chồng, mày phải hầu hạ người ta cho tốt. Nếu không, mày sẽ phải chịu khổ. Bà Thẩm, xem ra con gái bà đúng là cần phải dạy dỗ lại. Đúng vậy, sếp Trương, tính nó rất nóng nảy. Ông mau đưa nó đi. Đưa cô ấy đi, buông ra, tôi sẽ không lấy ông. Ông buông tôi ra.
Sếp, đã tra ra rồi. Cuộc điện thoại của Khương Vãn là do Đào Bội Văn gọi. Đào Bội Văn. Bà ta gọi cho Khương Vãn làm gì? Tôi vừa mới nhắc nhở bà ta, đừng đến gần Khương Vãn nữa. Vậy mà dám không nghe. Đào Bội Văn không thể có gan lớn như vậy. Chắc chắn có người đứng sau. Khương Vãn không chịu nói với tôi. Vậy thì tôi sẽ đến nhà họ thẩm hỏi cho ra nhẽ. Tôi đi cùng anh. Ôi, gả được con nhóc chết tiệt Thẩm Tiểu Thu đi rồi. Trong lòng tôi thật sự thoải mái hơn nhiều. Còn không phải vì bà nhận được 70 tỷ sao, nên mới vui vẻ như vậy à? Đương nhiên rồi. Còn tưởng nó là đồ bỏ đi chứ. Không ngờ là vết bớt trên mặt nó lại tự nhiên biến mất. Thật đáng tiếc, tại chúng ta trước kia đối xử không tốt với Tiểu Thu. Nếu không nó cũng không hận chúng ta như vậy. Nếu Tiểu Thu không ghét chúng ta đã có thể leo lên nhà Nam Cung rồi. Bây giờ nói những điều này có ích gì chứ? Con bé đó chắc chắn không hợp với tôi. Mặc dù nó là con ruột của tôi, nhưng kiếp trước chắc chắn là kẻ thù. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nó đã lấy chồng rồi, sau này chắc chắn sẽ không quay về thăm chúng ta. Tôi cũng không muốn nó đến thăm tôi. Tôi chỉ cần một đứa con gái ngoan dai dai là đủ rồi. Bố mẹ yên tâm nhé. Sau này con sẽ hiếu thảo với bố mẹ. Đợi đến khi dai dai học xong thạc sĩ, con sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố. Sau đó, mẹ sẽ tìm cho con một người môn đăng hộ đối. Như vậy, theo họ Thẩm chúng ta mới có thể ngày càng phát triển. Dạ, sếp Thẩm, cậu Nam Cung đến rồi. Nam Cung Dạ đến làm gì? Có phải cậu ta biết chúng ta đã gả Tiểu Thu đi rồi không? Biết hay không thì cũng mặc kệ. Cho dù có biết thì cũng đã muộn rồi. Dù sao thì Thẩm Tiểu Thu bây giờ đã là vợ của sếp Trương rồi. Hừ. Ôi chà. Hôm nay nhà họ Thẩm gả con gái, thật náo nhiệt. Các người không phải gả con gái sao? Chẳng lẽ không phải Thẩm Mộng Giai lấy chồng? Ôi, cậu Nam Cung, sao cậu lại đến đây? Cậu đã dùng cơm chưa? Chúng tôi đang ăn tối. Hay là cùng ăn một chút? Bà Thẩm. Bà có nghe thấy trợ lý của tôi nói không? Tôi nghe thấy rồi. Nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ Thẩm chúng tôi. Không cần phải báo cáo với trợ lý của cậu chứ. Bà không coi trợ lý của tôi ra gì. Cũng là không coi tôi ra gì. Vì bà Thẩm không coi tôi ra gì, nên hôm nay tôi sẽ tính sổ cả nợ cũ lẫn nợ mới với nhà họ Thẩm. Người đâu, bắt Thẩm Xuyên và vợ ông ta lại cho tôi. Anh Nam Cung, anh đã hứa là sẽ không truy cứu nhà họ Thẩm về chuyện cũ mà. Hôm nay sao lại mang người đến nhà chúng tôi? Tôi biết nhà Nam Cung ở Nam Quốc rất có thế lực. Nhưng đây cũng không phải là lý do để các người bắt nạt người khác. Thẩm Mộng Giai, cô đừng có quá coi trọng nhà họ Thẩm các cô. Cô có muốn hỏi xem, mẹ cô đã làm những gì sau lưng không? Cậu Nam Cung, tôi không làm gì cả. Cậu có phải hiểu lầm gì không? Cuộc điện thoại bà gọi cho Khương Vãn. Bà tưởng tôi không tra ra được sao? Nói, rốt cuộc các người có quan hệ gì với Khương Vãn? Nếu còn dám lừa dối tôi sẽ khiến nhà họ Thẩm biến mất khỏi thế giới này. Người đẹp, em ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh. Anh đi tiếp khách uống rượu trước. Đợi anh uống xong sẽ đến sủng hạnh em. Nha. Trói cô ấy lại cho tôi. Khỏi chạy lung tung. Vâng. Ha 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 ha. Anh đừng lại đây, đừng lại đây. Bà xã, hay là bà nói đi. Tôi nói gì chứ, tôi không nói được. Nếu bà không nói, chúng ta thực sự sẽ chết đấy. Tôi gả con gái tôi thì liên quan gì đến người khác? Còn có vương pháp không vậy? Bà gả đứa con gái nào vậy? Đào Bội Văn, nếu bà còn dám giở trò với tôi, hôm nay tôi sẽ ném Thẩm Mộng Giai ra ngoài cho chó ăn. Đừng, đừng, cậu Nam Cung, tôi gả con gái lớn, không liên quan gì đến con gái út của tôi. Con gái lớn của bà nói là Thẩm Tiểu Thu, cô ấy không phải đã chết rồi sao? Tin tức đó không phải do tôi truyền ra, là do nó tự truyền ra. Bây giờ cô ấy ở đâu? Các người rõ ràng biết cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, mà các người còn dám gả cô ấy cho người khác, các người có phải không muốn sống nữa không? Anh Nam Cung, sao anh lại trách mẹ tôi? Là Thẩm Tiểu Thu chủ động chia tay với anh, mẹ tôi mới gả cô ta cho người khác. Cô nói gì cơ? Thẩm Tiểu Thu chia tay với tôi. Sếp, ý của họ hình như là Khương Vãn và Thẩm Tiểu Thu là một người. Khương Vãn chính là Thẩm Tiểu Thu. Đúng vậy, Khương Vãn chính là Thẩm Tiểu Thu. Nhưng nó che giấu thân phận cũng không phải là do tôi xúi giục, là ý của nó. Tôi gả nó cho người khác cũng là vì nó đã chia tay với cậu. Cậu có tức giận thì đi tìm nó mà chút. Sao các người dám gả cô ấy cho người khác? Cho dù tôi có chia tay với cô ấy, thì các người cũng không được ép cô ấy. Anh Nam Cung, mẹ tôi đã vất vả nuôi nấng Thẩm Tiểu Thu lớn. Bây giờ để cô ta có cuộc sống tốt hơn, mẹ tôi mới tìm cho cô ta một người chồng giàu có. Các người đã gả cô ấy cho ai? Nói mau. Cậu Nam Cung, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Tiểu Thu. Chỉ xin cậu đừng trách chúng tôi, là bố mẹ,
cũng chỉ muốn con cái mình sống tốt hơn một chút thôi mà. Bây giờ đưa tôi đi tìm cô ấy. Được, đi. Xin chào, dịch vụ phòng ạ. Cô ơi, làm ơn cứu tôi bị trói rồi. Hoặc cô giúp tôi gọi cảnh sát cũng được, cầu xin cô, vậy thì tôi giúp cô cởi trói. Vợ tao đâu? Cô ta đâu rồi? Tôi rõ ràng đã trói rất chặt, sao lại không thấy đâu? Tôi... Sếp Trương, anh nằm đây đã, tôi đi tìm Thẩm Tiểu Thu ngay đây, tôi đi ngay. Đã tìm thấy Thẩm Tiểu Thu chưa? Dám bỏ trốn, xem tôi dùng roi da quất chết cô ấy. Cậu Nam Cung, đây chính là chồng của Tiểu Thu. Ông lại gả Tiểu Thu cho một ông già như thế này. Muốn chết à? Cậu Nam Cung, cậu đừng đánh tôi. Đều là ý của vợ tôi, bà ấy không thích Tiểu Thu, nên đã gả Tiểu Thu đi. Không liên quan gì đến tôi. Cậu Nam Cung, sao cậu lại đến đây? Cậu đến dự đám cưới của tôi à? Thẩm Tiểu Thu đâu? Giao cô ấy ra đây, nếu không, tôi sẽ giết chết ông. Thẩm Tiểu Thu, cô ta bỏ trốn rồi, tôi cũng đang tìm cô ta. Tôi cũng đang tìm cô ta đây, bỏ trốn. Sếp, anh cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người đi tìm, nhất định sẽ tìm thấy cô ấy. Trước khi trời sáng, tôi phải gặp được cô ấy. Vâng, còn nữa. Ông già này, ném ông ta đến biên giới Nam Quốc cho tôi, không được phép quay về thủ đô nữa. Rõ. Phải làm sao đây? Tiểu Thu lại mất tích rồi, lần này còn mang theo cả mẹ tôi. Không biết hai người họ trốn ở đâu. Trong vòng 3 ngày không giao người, Nam Cung Dạ sẽ không tha cho chúng ta đâu. Ông sốt sắng cái gì, ngồi xuống cho tôi. Ông lo cái gì, chúng ta cũng là bố mẹ ruột của Thẩm Tiểu Thu. Nam Cung Dạ muốn cưới Tiểu Thu, chúng ta chính là bố mẹ vợ của Nam Cung Dạ. Tôi không tin cậu ta dám làm gì chúng ta. Đúng vậy, Thẩm Tiểu Thu là ân nhân của anh ta có thể đối phó với người nhà của ân nhân sao? Nói thì nói vậy, nhưng Nam Cung Dạ rất ghét chúng ta, mà chắc Tiểu Thu ở trước mặt cậu ta cũng nói xấu chúng ta không ít. Con bé Thẩm Tiểu Thu này, lúc đầu không nên sinh nó ra, nó chính là con quỷ đòi nợ chúng ta. Bây giờ nói những lời này có ích gì? Phải tìm ra hai người họ, nếu không chúng ta đều xong đời. Tìm cái gì? Nam Cung Dạ còn tìm không ra, chúng ta càng không tìm ra. Lẽ nào chúng ta cứ chờ như vậy sao? Bố mẹ, hay là chúng ta ra nước ngoài lánh nạn một thời gian, đợi Nam Cung Dạ tìm thấy Thẩm Tiểu Thu rồi chúng ta hãy về nước. Ha ha, ý kiến hay. Đi thu dọn hành lý nhanh lên. He he, được. Sếp, tôi đã phái người lật tung nhà dưới quê của Thẩm Tiểu Thu, không thu được kết quả gì. Bà cụ Thẩm và cô ấy hẳn là đã trốn đi ngay trong đêm. Vậy thì mở rộng phạm vi tìm kiếm cho tôi, phải nhanh chóng tìm ra cô ấy. Rõ. Xin lỗi. Alo. Cái gì? Bắt hết bọn họ lại cho tôi. Sếp, nhà Thẩm Xuyên muốn chạy trốn, may mà tối qua tôi đã cho người canh trước cửa nhà họ, chặn được họ lại, bây giờ xử lý thế nào? Vì cả nhà ba người họ muốn trốn ra nước ngoài, vậy thì ném họ đến Bắc Cực cho tôi, cả đời không được phép vào Nam Quốc nữa. Rõ. Tiểu Thu, chúng ta cứ trốn mãi như thế này cũng không phải là cách. Hay là cháu đến tìm Nam Cung Dạ, để cậu ta bảo vệ cháu, nhé. Nếu không, bà thực sự lo lắng bố mẹ cháu tìm đến, lại ép cháu lấy chồng. Bà yên tâm, họ tuyệt đối không tìm được đến đây. Bà uống thuốc trước đi. Để đó đi, lát nữa bà sẽ uống. Buồn nôn. Hình như kinh nguyệt cũng trễ rồi. Lẽ nào mình có thai rồi? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vãn vãn, rốt cuộc là em đi đâu rồi? Chẳng lẽ em đã rời khỏi Nam Quốc rồi sao? Tại sao em gặp khó khăn lại không nói với anh? Em không tin tưởng anh đến vậy sao? Chú, em có thai rồi.
Em rất muốn nói cho chú biết tin này. Nhưng em không thể nói cho chú biết. Nếu như bố mẹ em biết được, chắc chắn sẽ lợi dụng đứa trẻ này để đòi tiền chú. Thôi, đợi đến khi em sinh em bé ra, em sẽ nói cho chú biết. Bất kể em ở đâu, anh nhất định sẽ tìm được em. Đến lúc đó, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Cậu chủ, có người vứt một đứa trẻ sơ sinh trước cửa nhà chúng ta. Đứa trẻ cứ khóc mãi. Tôi không biết phải làm sao. Trẻ sơ sinh, ai vứt thế? Nói bảo vệ đi bắt người đó lại mang đứa trẻ đi. Này, chờ đã, đứa trẻ nào, ở đâu thế? Bà chủ, đứa trẻ ở trước cửa cứ khóc mãi. Không có lệnh của bà và cậu chủ, tôi không dám bế về. Tôi đi xem thử. Ôi trời, a dạ, cháu mau ra xem. Đứa trẻ này, giống cháu hồi nhỏ quá. Cháu mau ra xem này, hồi nhỏ cháu không xấu xí thế này. Hừm, đứa trẻ xinh xắn thế này, xấu gì chứ? Hơn nữa, nó còn chưa lớn cơ mà. Đợi đến khi nó lớn rồi, sẽ đẹp trai như cháu thôi. Bà bế đứa trẻ này về nhà làm gì? Khóc lóc om sòm, phiền chết đi được. Mau gọi bảo vệ mang nó đi. Hừm, cho dù đứa trẻ này không phải là con cháu nhà Nam Cung, thì nó cũng là một sinh mạng. Dù sao thì bà cũng không có chắt, hay là chúng ta nhận nuôi nó đi. Cho dù cháu có độc thân cả đời, cháu cũng không thể nuôi con cho người khác. Hừm, người ta đã đưa đứa trẻ đến tận cửa nhà chúng ta. Biết đâu đứa trẻ này là của cháu thì sao? Không thể nào, cháu chưa từng có quan hệ ngoài luồng. Ôi, a dạ, cháu mau ra xem, có một lá thư. Mau xem đi. Chú, khi chú đọc được lá thư này, thì em bé đã ở bên cạnh chú rồi. Xin lỗi chú, bây giờ em mới nói cho chú biết. Chú đã làm bố rồi, chỉ có ở bên cạnh chú, em bé mới có thể có được cuộc sống tốt nhất. Mong chú hãy đối xử tốt với em bé của chúng ta. À dạ, trong thư viết gì vậy? Đứa trẻ này là con của cháu đúng không? Là Khương Vãn Sinh. Thật sao? Tốt quá. Bà đã nói mà, đứa trẻ này sao lại giống cháu thế? Cháu còn bảo nó xấu cơ. Lần này thì Vãn Vãn chính là đại công thần của nhà Nam Cung chúng ta rồi. Cháu xem, con bé đã sinh cho cháu một đứa con trai này. Bà, nhưng cháu thích con gái cơ, thế thì cháu đón Vãn Vãn về đi, bảo con bé sinh cho xê một đứa con gái, hai đứa còn trẻ. Sau này muốn sinh bao nhiêu thì sinh. Bà nói đúng. Cháu nhất định phải đón cô ấy về. Cô ấy đã sinh con mà lại giấu cháu, thật quá đáng. Được rồi, cháu đừng trách Vãn Vãn nữa. Cháu chưa từng sinh con, không biết phụ nữ sinh con vất vả thế nào, cháu mau đi đón Vãn Vãn về đi. Chúng ta phải đền bù cho con bé thật tốt. Sếp, Chu Hạo, mau điều người đi tìm kiếm khắp thành phố. Khương Vãn đã xuất hiện. Sao, sao anh biết vậy? Chúng ta đã tìm kiếm lâu như vậy mà không có chút manh mối nào. Trong thời gian cô ấy trốn tránh, đã sinh cho tôi một đứa con. Còn đã? Thế, anh đã nhìn thấy đứa trẻ rồi à? Cô ấy đã nhờ người đưa đứa trẻ đến. Thậm chí không cần phải xét nghiệm ADN, bà nói đứa trẻ này giống hệt tôi hồi nhỏ. Ôi trời! Xin chúc mừng sếp, tôi nằm mơ cũng không ngờ, anh lại nhanh chóng được làm bố như vậy. Tôi cũng không ngờ, Khương Vãn này thật quá đáng. Chuyện lớn như sinh con mà cô ấy lại giấu tôi. Hơn nữa, đứa trẻ đã chào đời. Cô ấy thậm chí còn không trực tiếp giải thích với tôi. Sếp! Anh đừng tức giận. Chuyện này Khương Vãn làm quả thực quá đáng. Nhưng anh nghĩ mà xem. Dù sao thì Khương Vãn cũng đã sinh cho anh một đứa con. Còn đưa đứa trẻ đến trước mặt anh, đúng không? Tôi thấy cô ấy đối với anh vẫn rất tốt. Nếu tôi là anh, tôi sẽ tha thứ cho cô ấy. Bất kể có tha thứ cho cô ấy hay không, đều phải tìm ra cô ấy trước đã. Vâng, sếp, anh đừng vội, tôi sẽ đi ngay. Đúng rồi, bây giờ cô ấy hẳn là đang sống với thân phận là Khương Vãn. Vì vậy, khi tìm kiếm, hãy tập trung vào những người tên Khương Vãn. Vâng, tôi đi đây. Ồ, Khương Vãn, cô sắp tan làm rồi à? Quản lý, anh có chuyện gì không? Tôi không có chuyện gì, tôi là cấp trên của cô, tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô? Quản lý, tôi tan làm rồi, tôi đi trước. Này, Khương Vãn, tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Nói thật, tôi rất thích cô. Nghe nói cô vẫn còn độc thân.
tôi đúng là độc thân, nhưng tôi đã sinh con rồi. Cô đã sinh con á? Nhìn vóc dáng của cô không giống như đã sinh con, cô có đang lừa tôi không? Tôi không lừa anh, tôi thực sự đã sinh con rồi, tôi mới hết ở cữ. Không sao. Cho dù cô đã sinh con, tôi vẫn thích cô. Khương Vãn, cô đừng từ chối tôi. Nếu cô dám từ chối tôi, sau này cô không làm việc nổi trong khách sạn này đâu. Á, vì anh không kiềm chế được phần dưới của mình, nên tôi sẽ giúp anh kiềm chế. Đồ thần kinh. À dạ, cháu xem con trai cháu ngoan thật. Ăn rồi ngủ rồi ăn, giống như con heo con. Bà ơi, có ai khen người ta như bà không? Đặt tên cho thằng bé đi. Vậy thì đặt tên ở nhà là Tiểu Thiên đi. Tên thật thì đợi cháu tìm được Khương Vãn rồi nói sau. Ừm. Tiểu Thiên. Cô ấy chính là Khương Vãn. Cái con khốn này. Cô là ai mà lại đánh người? Chính là mày đúng không? Hôm qua đã đá của quý của chồng tao. Bác sĩ nói anh ấy. Sao? Sau này không thể ra ngoài chơi bời, cắm sừng cô được nữa. Mày nói bậy bạ gì thế? Chồng tao chỉ yêu một mình tao. Nếu anh ta không đến quấy rối thì tôi việc gì phải đá anh ta. Não là một thứ rất tốt, cô nên dùng nó đi. Chồng tao quấy rối mày á? Mày cũng không soi gương xem mình ra sao. Rõ ràng là mày muốn quyến rũ anh ấy để anh ấy thăng chức cho mày. Hơn nữa, chuyện này tao đã báo cáo với ông chủ của khách sạn. Mày chờ bị đuổi việc đi. Với lại mày phải bồi thường tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần cho chúng tao. Sếp, tôi đã tra được tin tức về Khương Vãn rồi. Cô ấy ở đâu? Cô ấy đang làm việc tại khách sạn Đế Hào. Nhưng mà anh đoán xem tôi đã tra ra bằng cách nào. Cô ấy không sao chứ? Cô ấy không sao. Cô ấy ấy, đá hỏng cái đó của quản lý bộ phận buồng phòng rồi. Sau đó, gã quản lý đó giờ đang nằm viện. Nhưng vợ gã đang đến khách sạn gây chuyện. Đi. Bắt cô ta lại. Cái gì cơ? Sếp sắp đến khách sạn sao? Vâng, vâng, tôi biết rồi. Các người đừng cãi nhau nữa. Sếp tổng sắp đến khách sạn rồi. Nghe rõ chưa? Sếp tổng đến rồi. Đợi đến khi anh ta đến, cô chờ bị đuổi việc đi. Được sếp đích thân đuổi việc. Cô cũng không oan uổng. Tôi đã tự vệ, là chồng cô quấy rối tôi. Ai sẽ tin cô chứ? Cái loại hồ ly tinh như cô. Cô trốn cái gì? Cô tưởng trốn đi là chuyện này có thể qua được sao? Buông cô ấy ra. Sếp. Chồng tôi, chồng cô là cái thá gì? Tôi chính thức thông báo với cô, chồng cô đã bị đuổi việc. Tại sao chứ? Rõ ràng chồng tôi mới là nạn nhân, là cô ta, là con hồ ly tinh trơ trẽn này quyến rũ chồng tôi. Cô ấy là người phụ nữ của ông chủ tôi, cô nghĩ cô ấy sẽ để mắt đến cái thằng chồng ngu ngốc của cô sao? Cút đi, đừng ép tôi đuổi cô ra ngoài. Anh nên gọi em là Khương Vãn, hay nên gọi em là Thẩm Tiểu Thu? Anh nên gọi em là Khương Vãn, hay nên gọi em là Thẩm Tiểu Thu? Gọi em là Khương Vãn đi, em thích cái tên này. Được. Khương Vãn. Anh cần một lời giải thích. Chú đừng giận mà. Em giấu chú vì sợ bố mẹ em biết chuyện cháu có thai. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ lợi dụng em để đòi tiền chú. Bố mẹ và em gái em, 10 tháng trước đã bị anh đuổi ra khỏi Nam Quốc rồi. Chẳng lẽ em không biết sao? Hả? Sao thế? Em sống tách biệt với thế giới à? Ba bầu không được chơi điện thoại. Thế thì em sống thế nào? Em không có việc làm, không có thu nhập. Chẳng lẽ dựa vào bà nội em à? Đúng vậy. Bà không cho em đi làm, sợ em gặp chuyện. Vãn Vãn. Trước đây bố mẹ em bắt nạt em, sao em không nói với anh? Nếu em nói với anh sớm hơn, anh đã đuổi họ đi từ lâu rồi. Nói cho cùng vẫn là không tin tưởng anh. Không phải vậy, họ lấy bà nội ra đe dọa em. Bà bị họ chọc tức đến phát bệnh, hai kẻ cặn bã này. Chú, họ thực sự sẽ không bao giờ quay về nước nữa sao? Sẽ không đâu, tin anh đi. Em và bà không cần lo lắng nữa. Tiểu Thu, người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, hóa ra chính là em. Em đã lừa anh lâu như vậy. Xin lỗi chú. Bố mẹ em không thích em. Họ cũng không muốn nhận em là con gái. Vì vậy, em không muốn tiếp tục sống với thân phận này nữa.
Vậy thì sau này em sẽ là vợ của Nam Cung Dạ. Hả? Em hả gì thế? Sao nào, em còn muốn chạy à?